nhận thấy rằng là đối với cái vấn đề là cái cách tiếp cận mà cái phương pháp mà liên quan tới cái cách tiếp cận vấn đề sai sót, nó có cái mức tác động rất cao. Ví dụ như là trong vấn đề sai sót, chúng ta sẽ có những cái phần là giáo viên sẽ gợi ý, hướng dẫn liên tục thường xuyên cho người học, cho người học những cái phản hồi tức thời, những cái feedback tức thời, hoặc là tổ chức những cái hoạt động trực tuyến kèm theo những cái phản hồi bằng âm thanh, bằng hình ảnh. Nó có những cái mức tác động rất cao. Cái công thức tính mức tác động thì ở đây những cái hoạt động mà cũng liên quan tới vấn đề sai sót giúp cho người học là học từ cái sai của mình. Ví dụ như là có những cái phản hồi tương tác qua máy tính, những cái bài tập cho người học làm nhiều lần, có nhận xét vì sao đúng, vì sao sai, cho người học đánh giá chéo lẫn nhau, chấm bài lẫn nhau, và giáo viên nhận xét trên các cái bài đánh giá của sinh viên, vân vân, nó cũng có mức tác động rất cao. Trong khi đó những cái phương pháp mà ví dụ là mang tính là tán dương hoặc trừng phạt thì chúng ta thấy là cái mức tác động là nó rất là thấp, hoặc là không có tác dụng, hoặc là ở một cái mức là chỉ vừa chấp nhận được ở đây. Thì như vậy các cái nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy rằng là cái cách tiếp cận quản trị sai sót nó có tác dụng giáo dục rất là tốt. Và cái này là cái mà trong cái quá trình chúng ta dạy học trực tuyến chúng ta sẽ lưu ý nó khác biệt như thế nào. Nếu như mà khi chúng ta dạy học, không chỉ dạy học tập trung trên lớp, không chỉ dạy học trực tuyến mà ngay cả trên lớp, nếu như mà người học chúng ta là không cảm thấy tự do, thoải mái khi phát biểu vì họ sợ sai. Mỗi lần phát biểu là sợ bị phê bình, sợ bị chê cười, sợ bị chê dốt. Thì như vậy, đó là không phải là cách tiếp cận quản trị sai sót, mà là né tránh sai sót, thì phát biểu ra sợ sai. Còn khi chúng ta dạy như thế nào để chúng ta khuyến khích cho người học rằng là không sợ sai, cứ làm sai đi, cứ phát biểu sai đi cũng được, và sẽ học được từ cái sai. Thì đó chính là một cái biểu hiện của cái việc là chúng ta áp dụng cái cách tiếp cận quản trị sai sót. Các cái bài tập kiểm tra tiến trình khi chúng ta dạy trên lớp, đây là cái điểm mà có thể nói là yếu nhất trong cách dạy truyền thống. Bởi vì dạy truyền thống chúng ta không thể cho người học làm quá nhiều bài tập, rất là khó. Mỗi lần hỏi đáp, kiểm tra, hỏi đáp hiểu bài hay không trên lớp thì chúng ta cũng tương tác được với một số lượng rất ít người học, không thể nào mà tiếp cận được thường xuyên. Thì dạy học trực tuyến, nếu chúng ta thiết kế được các cái bài tập kiểm tra tiến trình cho phép người học tự làm liên tục nhiều lần, sai thì biết vì sao sai, để sửa và để làm lại cho đúng, để học đi học lại làm cho tới lúc nào thấy đúng rồi thì chuyển qua học phần khác, thì nó sẽ có một cái cơ hội để giúp cho người học cảm thấy rằng là mình tự tin hơn, mình không sợ sai kiến thức. Đấy. Còn nếu mà ngay cả khi chúng ta dạy học trực tuyến, chúng ta có sử dụng cái hệ thống NMS, chúng ta có thiết kế các cái bài tập kiểm tra đánh giá, nhưng chúng ta chỉ cho làm một lần, phải học bài này, phải xem cái video bài giảng này, rồi phải làm bài tập đó. Bài tập đó là điều kiện tiên quyết để mà có thể thi học kỳ. Làm không đạt thì coi như là mất quyền thi, chỉ làm đạt mới được thi. Thì như vậy cái bài tập tiến trình, bài quiz trực tuyến mà chúng ta làm như vậy thì nó cũng không phải là quản trị sai sót, mà nó là né tránh sai sót. Hoặc là các bài quiz, bài kiểm tra đánh giá tương tác trực tuyến, các với bài tập trắc nghiệm trực tuyến, nếu chúng ta chỉ cho người học làm là biết kết quả đúng sai nhưng không biết được là vì sao đúng, vì sao sai, thì như vậy cũng chưa phải là quản trị sai sót. Tôi nhớ là khi thời gian tôi đi học ở một trường đại học thì có những cái bài kiểm tra trắc nghiệm, cả đám chúng tôi là chia nhau chép câu hỏi rồi ra khỏi phòng thi, ráp các bộ câu hỏi lại, mang cái sách giáo trình ra ngồi đọc, đọc câu hỏi, đọc giáo trình, bàn cãi, tóe khói ra vẫn không tìm ra được là trả lời đúng hay trả lời sai. Thì như vậy những cái câu hỏi, những cái bài kiểm tra như vậy nó sẽ không có tác dụng giáo dục, đặc biệt là không có cái tác dụng là giúp cho người học là hiểu rằng là nếu mình sai thì vì sao mình sai. Thì như vậy cái quan trọng nhất trong các bài tập trắc nghiệm trực tuyến ở đây là chúng ta cho người học làm nhiều lần, chúng ta phải có feedback ở từng phương án. Họ trả lời một phương án sai, chúng ta phải giải thích cho họ là cái này vì sao họ sai, và họ
chọn cái phương án đúng thì chúng ta khẳng định là vì sao nó đúng, để tránh cái trường hợp là làm rủi ro may rủi, bấm đại một cái phương án nào đó, thì như vậy nó mới có một cái tác dụng giáo dục cao và nó sẽ đi về cái hướng là quản trị sai sót. Đấy. Thì tương tự các cái bài tập, ngay cả những cái bài tự luận, thì như vậy chúng ta thiết kế cái bài tự luận như thế nào để khi người học có cái kết quả thì chúng ta có cái phản hồi tức thời. Và những cái này nó cũng sẽ liên quan tới một cái áp lực công việc. Nếu mà cái thầy cô mà chúng ta chọn cái cách là thực hiện những cái bài tự luận với số lượng nhiều, và nó đòi hỏi chúng ta phải nhận xét tức thời với một cái số lượng rất là lớn các cái bài vở khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn, dẫn đến áp lực công việc. Nếu như chúng ta cho làm bài nhiều, chúng ta không phải nhận xét tức thời, phản hồi tức thời, thì nó sẽ mất cái tác dụng của cái bài tập kiểm tra. Mà nếu mà chúng ta gánh hết tất cả những cái hoạt động đó, chúng ta làm sao để mà tất cả các bài sinh viên nộp chúng ta đều có nhận xét phản hồi tức thời, để mà họ cảm thấy rằng là họ được quan tâm, bài của họ họ biết được là làm đúng hay làm sai, vì sao đúng vì sao sai, thì lúc đó khối lượng công việc chúng ta rất lớn. Thành ra hai cái điểm này chúng ta thấy rằng là nó đòi hỏi chúng ta sẽ cân nhắc lại cái nào chúng ta sẽ làm sẵn cho người học tự học và cái nào chúng ta sẽ phải can thiệp thủ công trực tiếp, và làm sao để chúng ta đảm bảo được cái yếu tố là thời gian chúng ta chấm bài, chúng ta nhận xét phản hồi, hướng dẫn cho sinh viên. Đặc biệt là cái yếu tố là chúng ta phải giải thích cho họ biết là ngay cả một cái câu hỏi trắc nghiệm, một cái phương án trả lời đúng, chúng ta phải feedback là vì sao nó đúng, sai thì vì sao nó sai. Và các cái phần mềm thiết kế câu hỏi trắc nghiệm luôn luôn có những cái ô này. Và thực tế thì không có nhiều người đầu tư, không có nhiều thầy cô đầu tư cho cái câu chuyện này. Nhưng nếu mà chúng ta đầu tư cho cái việc là soạn các lời feedback trong các cái phương án trả lời của câu hỏi trắc nghiệm, và chúng ta cho phép họ làm đi làm lại nhiều lần, thì sẽ có một cái tác dụng rất lớn. Và nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề về kiểm tra đánh giá tiến trình và kiểm tra xem là người học là có hiểu bài hay không. Bởi vì chúng ta ra một cái loạt câu hỏi đó, chúng ta chỉ cần sau một tuần lễ, sau hai tuần lễ, chúng ta mở cái bài kiểm tra, cái danh sách kết quả kiểm tra ra, chúng ta sẽ biết rằng là trong lớp bạn nào đã làm bài, làm bao nhiêu lần, kết quả chung của bạn là tốt hay không tốt. Và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể biết rằng là bạn này cần phải hỗ trợ nhiều hơn, bạn kia có thể để cho tự học. Và như vậy thì cách tiếp cận quản trị sai sót cộng với các cái công cụ thiết kế các bài tập tiến trình tương tác trực tuyến có phản hồi tức thời như vậy, nó sẽ có cái tác dụng giáo dục rất cao. Và như vậy thì nó sẽ tạo cho người học cái hứng thú học tập trong cái môn của mình, và chúng ta sẽ giải phóng bớt cái thời gian theo dõi thường xuyên cái quá trình học tập của người học, để chúng ta đầu tư cho những cái phần việc mà nó đòi hỏi là chúng ta phải chấm điểm thủ công, chúng ta phải hướng dẫn các cái hoạt động có cái mức độ là tư duy cao hơn, các cái hoạt động nhóm, các cái bài tập giải quyết tình huống, vân vân. Và như vậy á, thì một cái yếu tố đó là quản trị sai sót thì đúng đương nhiên là sẽ được thưởng, nhưng sai thì có cái cơ hội khắc phục. Còn đối với né tránh sai sót thì sai là coi như đi luôn. Những cái bài tập tiến trình, bài tập trắc nghiệm trực tuyến, nếu người học chỉ được làm một lần duy nhất trong tiến trình học tập, các cái bài chúng ta nói ở đây không nói bài tổng kết mà là bài tiến trình. Nếu gọi là bài tiến trình mà chỉ được làm một lần duy nhất thì nó không phải là quản trị sai sót. Chúng ta phải tạo cho cơ hội cho người học là có cơ hội khắc phục, như vậy phải được làm nhiều lần. Và không chỉ có là giải thích đúng sai, chúng ta phải hình dung trước là như vậy người học làm một cái bài tập nhất định có thể có những cái tình huống họ làm sai. Và nếu như chúng ta dự đoán trước là người học vì sao họ còn sai những cái chỗ này, chúng ta phải chuẩn bị trước những cái biện pháp bổ khuyết, có nghĩa rằng là khi bạn làm cái này chưa đạt nè, các bạn phải đi học thêm những cái chỗ nào, các bạn phải đọc lại tài liệu ở chỗ nào, tham khảo thêm những tài liệu ra sao, thì chúng ta phải có những cái biện pháp bổ khuyết để dự phòng những trường hợp là người học chưa đạt yêu cầu, họ phải biết cách để họ tự tìm các cái nguồn khác nhau để họ học thêm, để mà khắc phục những cái sai sót đó. Thì đây là những cái điểm chính trong cái cách quản trị sai sót, cách tiếp cận vấn đề sai sót, để chúng ta lưu tâm trong quá trình chúng ta tổ chức các hoạt động dạy học, chúng ta tổ chức các hoạt động kiểm tra đánh giá trong cái môn học của mình. Và một cái câu chuyện rất là thời sự, đó là ghép thi từ xa.
là một câu hỏi mà rất nhiều thầy cô đặt ra. Thì như vậy rất nhiều trường không chỉ Việt Nam, ở cả ở Mỹ và châu Âu, rất nhiều trường đã trong cái đợt đại dịch vừa rồi thì đã tiến hành tổ chức các cái kỳ thi có giám sát từ xa qua camera. Nhưng một cái số liệu chúng ta thấy đây là ví dụ Proctor U ở Mỹ, một cái đơn vị, một cái công ty chuyên tổ chức các cái bài thi trực tuyến qua camera như vậy. Họ có đầy đủ con người, phương tiện, thiết bị, tất cả những cái kỹ năng cần thiết của nhân sự về phân tích hình ảnh từ xa, phân tích tâm lý qua hình ảnh qua camera, có tất cả những cái công cụ theo dõi màn hình của người thi, vân vân vân. Và trong cái điều kiện thông thường chúng ta thấy là từ tháng 1 tới tháng 3 2020, trước khi dịch bùng nổ, thì trong số 340.000 bài thi mà họ thực hiện, họ giám sát, tỷ lệ gian lận chỉ có 1%. Và sau đó từ tháng 4 đến tháng 6, 1,3 triệu bài thi, con số nó tăng đột ngột, và tỷ lệ gian lận 8%. Con số nó sẽ cho chúng ta suy nghĩ vì sao trong điều kiện bình thường thi trực tuyến một cái tỷ lệ gian lận nó thấp, và trong cái bối cảnh dịch tễ chúng ta áp dụng các cái biện pháp thi từ xa, chúng ta kỳ vọng rằng thi từ xa có giám sát qua camera nó sẽ giúp khắc phục gian lận, thì ngược lại cái kết quả nó lại cho thấy là tỷ lệ gian lận cao hơn. Thì đó là cái mà chúng ta sẽ thấy rằng có những cái điểm hạn chế. Vấn đề ở đây không phải là câu chuyện về công nghệ, vấn đề ở chỗ là khi chúng ta tổ chức thi từ xa, có giám thị qua camera, chúng ta chỉ có những cái minh chứng gián tiếp đối với hành vi gian lận, đối với hành vi mà chúng ta đánh giá là gian lận. Nếu mà chúng ta tổ chức thi tập trung, giáo viên giám thị coi thi ngay tại trong phòng, có bất cứ một biểu hiện nào phát hiện ra có ngay minh chứng, lập biên bản ngay tại chỗ. Nhưng từ xa giáo viên đâu có thể đi tới trực tiếp coi thực là cái đó là cái gì. Các cái công cụ giám sát màn hình thì có đảm bảo là minh chứng trực tiếp rằng là đó là cái hành vi gian lận không? Thì thực ra chúng ta chỉ có những cái thỏa thuận rằng bạn làm việc này, ví dụ bạn mở một cái cửa sổ mới, hay là bạn không bật camera, hay là bạn có tiếng một người nào đó nói mang tính chất nhắc bài, thì chúng ta coi là gian lận. Nhưng nó chỉ là hành vi gián tiếp, chúng ta không thể có cái minh chứng trực tiếp là cái việc đó phục vụ cái việc là bạn gian lận. Thành ra là cái điều này là một cái điều rất khó về mặt quy chế khi mà chúng ta muốn triển khai. Và chúng ta sẽ có một cái rủi ro về vấn đề là phạt nhầm các cái thí sinh trung thực. Bởi vì cũng một cái quy định đó, đôi khi một cái lý do bất kỳ chúng ta không biết được, nó cái sự việc mà chúng ta coi là gian lận nó hiện ra, bạn thí sinh bạn không có chú ý gian lận thì vẫn bị xem là gian lận. Thì như vậy sẽ có một cái rủi ro là phạt nhầm. Và chính cái điều đó nó sẽ làm thúc đẩy cái động cơ gian lận của người học. Bởi vì người học sẽ thấy rằng bây giờ mình làm ở nhà không có ai kiểm soát, thì chắc chắn là họ sẽ tìm đủ cách gian lận. Chúng ta tổ chức thi truyền thống, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thế hệ người học, bao nhiêu thế hệ giáo dục đào tạo, thì cái truyền thống tổ chức thi như thế mà mỗi một cái kỳ thi chúng ta thấy luôn luôn có những cái bạn gian lận khác nhau. Thì thi trực tuyến từ xa cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Nó sẽ chắc chắn nó sẽ có dẫn tới là những người này người khác tìm cách để gian lận. Bởi vì đối với họ cái lợi ích ngắn hạn, có được cái kết quả, có được một cái giấy chứng nhận, có được một cái kết quả làm bài tốt, nó có lợi ích cao hơn nhiều so với việc là ở một thời điểm nhất định nào đó trong cuộc đời của họ, họ làm cái việc gì đó nó sai. Thì đây là không phải là cái mà tôi nói, mà là cái nguồn nghiên cứu từ cái tác giả này, cái bài báo tôi dẫn phía sau. Người ta nghiên cứu, người ta phân tích để người ta đưa ra những cái nhận định. Và đặc biệt ở cái nước phương Tây, cái vấn đề là cái đời sống riêng tư nó rất là quan trọng. Và như vậy có những trường hợp là có những trường tổ chức thi từ xa, nhưng có những bạn sinh viên nhất định là không chấp nhận bật camera trong quá trình làm bài. Thì câu chuyện đó là câu chuyện ở cái nước phương Tây họ rất là tôn trọng. Và khi sinh viên mà nói rằng là họ không muốn đời sống riêng tư của họ trong gia đình bị ảnh hưởng, cho nên họ làm bài họ không bật camera, thì lúc đó chịu. Đấy, trường không bắt buộc. Thì như vậy nó cũng sẽ có cái yếu tố ảnh hưởng. Và đặc biệt là trong cái cách mà thi trực tuyến có giám thị từ xa đấy, thì
các cái vấn đề kỹ thuật và các áp lực tâm lý nó có tác động rất là đáng kể. Điều kiện kỹ thuật thì nếu mà chúng ta muốn thi từ xa mà kiểm soát một cách chặt chẽ bài bản, rất nhiều những cái công ty doanh nghiệp khác nhau người ta nói là họ có hệ thống kiểm soát màn hình của sinh viên mở ra bao nhiêu cửa sổ, bao nhiêu ứng dụng khác nhau, gõ phím như thế nào là chúng ta có kiểm soát hết. Nhưng điều đó cũng đòi hỏi là cái doanh nghiệp đó họ sẽ đầu tư rất nhiều, tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tiêu tốn rất nhiều cái nguồn lực kỹ thuật để mà có thể là kiểm soát được tất cả những yếu tố đó. Đấy. Đồng thời cái yếu tố tâm lý, người học khi mà làm như thế, khi mà có một cái hệ thống máy móc thiết bị nó can thiệp quá sâu, mình mở một cái màn hình, mình gõ một cái phím, camera mình bật lên, có người chăm chú theo dõi, nó sẽ tạo ra một cái tâm lý rất khác và nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng làm bài của người học. Trong một cái phòng thi thông thường 20 sinh viên làm bài, chúng ta có một hoặc hai giám thị, cao lắm có mà giám thị thứ ba đi ngoài hành lang, nhưng toàn bộ cái không gian thi cử đều đồng nhất, yên lặng, trật tự. Tất cả các thí sinh có cùng cái môi trường làm bài như nhau, cùng cái quy tắc nhau, và cái sự riêng tư của họ không bị ảnh hưởng, chỉ có hai ba người giám sát họ thôi. Thi từ xa họ biết họ sẽ có bao nhiêu người ngó vào. Tôi thấy vừa rồi ví dụ là có một số trường tổ chức thi và tập trung các thầy cô vào trong phòng, bật cái màn hình thật lớn chiếu tất cả các camera của sinh viên, có nghĩa rằng là một bạn sinh viên, một bạn học sinh bất kỳ thi như thế có cả mấy chục cặp mắt chăm chú theo dõi. Cái tâm lý của người học sẽ hoàn toàn khác. Đấy. Và như vậy đôi khi người học làm tốt hay không tốt không phải là do họ học dở hay không, mà do cái yếu tố tâm lý. Và cái đó là cái mà các cái nghiên cứu khoa học về vấn đề này người ta đã công bố, những cái nghiên kết quả nghiên cứu rất mới. Và chi phí rất là đắt đỏ. Đầu tư cái hệ thống kỹ thuật như thế này nó đòi hỏi rất nhiều những cái nguồn lực khác nhau, không chỉ là phương tiện kỹ thuật, kể cả người. Chúng ta quan sát sẽ phải học cái cách là một cái hành vi, một cái cử chỉ, một cái hành động từ xa như thế nào thì là trung thực, như thế nào là không trung thực, như thế nào là có vấn đề, vân vân. Rất nhiều những cái chi phí cho máy móc thiết bị và con người. Và chính vì vậy mà trên thị trường châu Âu, Bắc Mỹ, ở Việt Nam tôi không biết giá, một số đơn vị là có giới thiệu cái giải pháp khác nhau, tôi không biết giá là bao nhiêu. Đấy. Hôm Microsoft Việt Nam tổ chức rồi tôi cũng có thử hỏi mà họ đều né, họ không có trả lời nên không biết giá. Còn đọc các cái tài liệu nước ngoài thì người ta cho biết rằng trên thị trường châu Âu, Bắc Mỹ thì như vậy á, các cái công ty cung cấp các cái giải pháp ghép thi từ xa mà họ có đầy đủ các yếu tố kỹ thuật, con người, phương pháp, minh chứng đủ các loại, đảm bảo cái độ tin cậy, thì họ thu là 10 euro, trên dưới 10 euro một giờ trên một thí sinh. Đấy. Thì như vậy trường nào mà thấy là muốn có chi phí đầu tư cứ trả cho họ rồi cứ làm, thì đó là cái câu chuyện của những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm trong cái cách chúng ta tổ chức thi trực tuyến có giám thị, giám sát qua camera. Ngược lại nếu mà chúng ta trường nào có điều kiện đầu tư rất tốt, chúng ta giảm nhẹ cái áp lực con người, giảm nhẹ cái áp lực về chi phí, về công nghệ kỹ thuật, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta không có điều kiện thực hiện được thi từ xa theo cái đó thì chúng ta phải xem thử là có những cách nào khác. Thì như vậy đây là cái cũng một cái khuyến cáo rất mới của nhóm tác giả Tây Ban Nha. Thì như vậy trước tiên là chúng ta hình dung là phải đánh giá đa tiêu chí trên nhiều tiêu chí khác nhau. Chúng ta thấy là đánh giá thường xuyên tiến trình như thế nào, đánh giá tổng kết như thế nào, phải áp dụng nhiều tiêu chí, không chỉ đặt quá nặng mục tiêu vào cái việc là đánh giá tổng kết để có cái kỳ giám sát qua camera. Và như vậy thì chúng ta phải chia nhỏ yêu cầu đánh giá. Vậy từ cái thang điểm chúng ta vẫn áp dụng phổ biến trên lớp, chúng ta hình dung là chia nhỏ các cái tiêu chí đánh giá của mình ra như thế nào, tổ chức nhiều hoạt động như thế nào và tiến hành thường xuyên như thế nào, và thu thập tất cả những cái kết quả minh chứng đánh giá thường xuyên đó phục vụ cái việc là xét cái kết quả sau cùng. Nó chia nhỏ ra. Và điều quan trọng hơn chỗ là chúng ta phải sử dụng một cái hệ thống kỹ thuật quản lý tập trung để mà định danh được người học. Bởi vì nếu mà chúng ta lựa chọn cái giải pháp đánh giá trực tuyến trên nhiều tiêu chí nhưng chúng ta sử dụng nhiều hệ thống khác nhau, có nghĩa là chúng ta phải tốn rất nhiều công sức, chúng ta thu thập dữ liệu từ rất nhiều nguồn khác nhau, tập trung minh chứng lại, nó rất là phức tạp.
Thì như vậy chúng ta cần ưu tiên xây dựng những cái hệ thống quản lý tập trung tất cả những cái hoạt động yêu cầu kiểm tra đánh giá nằm bên trong một hệ thống. Và như vậy người từ người dạy tới người học tới người quản lý tất cả đều có cùng cái dữ liệu như nhau. Khi hoạt động được thực hiện xong, dữ liệu có sẵn. Và như vậy chúng ta chỉ cần chuẩn hóa cái quá trình tổ chức các hoạt động học tập trên đó, hướng dẫn cho giáo viên sử dụng các công cụ trên đó, hướng dẫn cho người quản trị sử dụng các cái công cụ đó, thì chúng ta quản lý cái dữ liệu tập trung thì nó sẽ rất là thuận lợi. Chúng ta nói tới vai trò của cái bài tập kiểm tra trách nhiệm, thì chúng ta cần phải xây dựng cái ngân hàng để thi trách nhiệm. Cái này rất quan trọng, cho chúng ta phải phân biệt ra các cái câu hỏi trách nhiệm sử dụng cho việc đánh giá tiến trình, bởi vì câu đó là sinh viên được làm đi làm nhiều lần và có nhận xét đúng sai sự sai, thì nó phải là một cái bộ câu hỏi riêng. Còn những cái câu hỏi sử dụng trong đề thi chính thức phải là một cái bộ câu hỏi độc lập. Và như vậy chúng ta phải có những cái quy trình, những cái chính sách xây dựng các cái bộ đề kiểm tra trắc nghiệm phục vụ những mục tiêu khác nhau. Và với những cái ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan mang tính chất tổng kết, thì như vậy chúng ta phải xây dựng theo quy trình riêng. Những câu hỏi hỏi đó nằm trong một cái ngân hàng trắc nghiệm được cải tiến thường xuyên liên tục, được bổ sung liên tục và sử dụng chính thức nhiều lần. Và rất nhiều thầy cô lát nữa sẽ có những cái phần trình bày riêng về cái cách là chúng ta làm các cái ngân hàng để trắc nghiệm như thế nào. Và như vậy chúng ta phải đa dạng hóa các hình thức. Vậy chúng ta chia nhỏ yêu cầu, chúng ta tổ chức nhiều cái hoạt động thường xuyên. Như vậy chúng ta phải đa dạng hóa các hình thức làm bài, bài tập tự đánh giá, bài tập thực hành, bài tập tự luận, bài tập nhóm, thuyết trình v.v. Chúng ta phải đa dạng hóa tùy môn học, tùy lĩnh vực, tùy các cái điều kiện cụ thể khác nhau mà chúng ta sẽ cho phép tổ chức nhiều cái dạng đánh giá. Và trong cái khi mà chúng ta thay đổi tất cả những này, chúng ta cần phải có một cái quy chế kiểm tra đánh giá đặc biệt. Trong một cái tình huống đặc biệt khủng hoảng như thế này thì chúng ta phải có những cái giải pháp đặc biệt. Và ở cái cấp độ quản lý nhà nước ở Việt Nam, chúng ta lát nữa chúng ta sẽ đề cập, thì đã có những cái hướng mở để mà chúng ta có thể có sự linh hoạt xây dựng những quy chế kiểm tra đánh giá đặc biệt. Thì chúng ta sẽ nắm tất cả những cái yêu cầu, những cái nguyên tắc, những cái phương pháp, những cái thông lệ, những cái thói quen, những cái kết quả khảo cứu trên thế giới để chúng ta xem thử là cái gì tốt nhất để mình đưa vào trong cái quy chế đặc biệt của mình. Đấy. Thì như vậy hiện hành ở Việt Nam chúng ta có 3 cái văn bản chính liên quan tới việc dạy học trực tuyến. Và ở đây tôi chỉ nói về cái câu chuyện kiểm tra đánh giá. Và chúng ta có thứ nhất cái thông tư số 12/2016 quy định về tổ chức đào tạo qua mạng. Cái thuật ngữ đây chúng ta thấy là đào tạo qua mạng, sử dụng công nghệ thông tin trong các cái chương trình đào tạo chính quy, đào tạo nói chung chứ cũng không phải. Thứ hai là cái thông tư số 10 là áp dụng chuyên cho đào tạo từ xa, đào tạo cấp bằng từ xa. Và bởi vì trong năm ngoái chúng ta thấy là bộ đã cho phép là linh hoạt áp dụng những cái quy định đối với đào tạo từ xa cho đào tạo chính quy tập trung trong bối cảnh dịch bệnh. Và cái thông tư thứ ba đó là thông tư số 39 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa. Như vậy hai cái này nó liên quan với nhau. Thì đây có thể nói là ba cái văn bản chính liên quan tới vấn đề là dạy học trực tuyến. Gần đây chúng ta có hai công văn số 707 và 2077 cho phép là tổ chức các cái hoạt động đánh giá tốt nghiệp trong cái thời gian dịch Covid, tổ chức các cái hoạt động dạy học khác nhau. Thì thầy cô nào có quan tâm chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cái công văn này. Ngoài ra có một số cái văn bản khác có liên quan, bởi vì tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo từ xa thì nó lại liên quan tới cái tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo nói chung. Đấy. Cái thông tư mới về chế độ làm việc giảng viên cũng có đề cập tới câu chuyện là dạy học trực tuyến như thế nào. Quy chế đào tạo đại học, bởi vì trong các cái văn bản này lát nữa chúng ta sẽ thấy cái sơ đồ có những cái vấn đề về kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến đào tạo từ xa lại được dẫn về cái quy chế đào tạo chính quy hiện hành. Như vậy chúng ta sẽ có cái thông tư số 8/2021. Thông tư này là thay thế cho hai cái quy chế cũ từ quyết định 25 và quyết định 43. Nhưng mà bởi vì cái thông tư số 8, thông tư số 8 thì chỉ áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ sau ngày 3 tháng 5. Thì trong thời gian mà với các cái khóa tuyển sinh trước thì chúng ta vẫn áp dụng các cái quyết định này.
đây là các văn bản chính. Thì ví dụ với thông tư 39 về tiêu chuẩn chất lượng thì chúng ta thấy rằng là nó quy định phù hợp với hình thức đào tạo từ xa nhưng đáp ứng các cái quy định hiện hành. Và chúng ta thấy rằng là cái thông tư 39 thực ra là nó giống cái thông tư số 4 này tới 84%. Tôi đếm luôn từng cái quy định của từng cái tiêu chí, từng cái tiêu chuẩn, so sánh câu chữ này kia là tôi rút ra được cái kết luận là nó giống nhau tới 84%. Và nó thường xuyên dẫn tới các quy định hiện hành cho đào tạo chính quy. Cái văn bản số 12 thì không có nói gì về kiểm tra đánh giá. Mặc dù là quy định về đào tạo trực tuyến nhưng không nói gì về kiểm tra đánh giá. Cái thông tư số 10 thì quy định thứ nhất là đánh giá tiến trình và đánh giá giữa kỳ là do thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định. Nhưng dựa trên cơ sở quy định của hình thức giáo dục chính quy và sao cho nó phù hợp với hình thức đào tạo từ xa. Cái thứ hai là đào tạo từ xa nhưng quy định là thi kết thúc học phần là phải tổ chức tập trung, có giám sát, có giám thị giống như thi bình thường chính quy. Như vậy chúng ta thấy là cái thông tư này nó lại dẫn về hai cái thông tư này. Hai thông tư này nó lại dẫn về những cái quy định hiện hành đối với chính quy. Thông tư 12 không có nói gì về kiểm tra đánh giá, còn thông tư số 10 thì nói về kiểm tra đánh giá trong các quyết định 25, 43 đối với các khóa tuyển trước tháng 5 2021 và theo thông tư số 8 từ tháng 5 2021 trở đi. Trong cái thông tư số 8 này nó lại có quy định trong trường hợp mà tổ chức dạy học trực tuyến thì cần phải đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin. Tức là nó lại dẫn ngược trở lại các quy định của thông tư 12 và 10. Nhưng mà các văn bản chúng ta thấy nó chạy vòng cuối cùng là quy định đều có. Vấn đề bây giờ là thủ trưởng các cái cơ sở giáo dục đại học đọc hiểu các quy định đó như thế nào để vận dụng cho mình. Đấy. Thì như vậy chúng ta xem trước vào cái quy chế hiện hành. Bị đòn quá. Đấy. Thì trong cái quy định số 25 ở đây có một cái sai sót, quy định số 25 và số 43. Thì như vậy chúng ta thấy là giáo viên là người đề xuất cách tính điểm cho hiệu trưởng phê duyệt và ghi rõ trong đề cương chi tiết. Chúng ta có đầy đủ so với các yêu cầu về kiểm tra đánh giá thường xuyên tiến trình đa tiêu chí đa dạng hóa v.v. Các quy định hiện hành mặc dù nó không liên quan đến đào tạo trực tuyến nó đều cho phép chúng ta làm được điều đó. Và nó chỉ có một cái yêu cầu là thi kết thúc học phần là bắt buộc có trọng số không dưới 50%. Tất cả những hoạt động, những cái hình thức đánh giá khác thì chúng ta thấy đều có đây. Với thông tư số 8 chúng ta có một cái quy định thoáng hơn nữa. Ngoài mỗi học phần yêu cầu là tối thiểu 2 cột điểm thành phần thôi. Không nêu rõ các cái chi tiết ở đây nhưng những cái hình thức như thế này là mặc nhiên chúng ta hiểu là nó đều có thể. Và chúng ta tối thiểu là có 2 cột trong những cái loại đánh giá như thế này. Nhưng chúng ta có thể là thêm nhiều hơn tùy mỗi giáo viên. Và như vậy thì nó cũng đều nêu trong cái đề cương chi tiết của môn học. Và đề cương chi tiết nó thông thường theo tôi biết ở các trường thì nó được xây dựng tương đối cố định. Như vậy là các cái đề cương phải được công bố, phải thông qua các hội đồng đánh giá này kia. Và trong quá trình dạy là phải bám chặt cái đề cương chi tiết đó. Nó sẽ giống như cái mà chúng ta thấy trong cái sơ đồ của Bloom, cái phần mà dạy học mà định trước, đó là cái khung chúng ta định trước. Nhưng ở đây là làm sao để từ cái chúng ta định trước, cái quy chế đánh giá đặc biệt, đặc thù, nó phải cho phép có sự linh hoạt. Thì như vậy làm sao chúng ta có cách để chúng ta điều chỉnh các cái hình kiến thức kiểm tra đánh giá trong cái điều kiện chi tiết môn học, thích ứng lại cái tình hình là bị dịch bệnh như thế nào. Thông tư số 8 cho phép là đánh giá trực tuyến là không quá 50%. Như vậy á, cái thông tư này không nói gì tới trực tuyến. Thì ở đây đã cho phép là những cái hình thức này hoàn toàn có thể là lấy kết quả trực tuyến không quá 50%. Trong trường hợp chúng ta cho đánh giá dưới dạng là bảo vận và khóa luận này kia thì có thể tăng cái trọng số cao hơn 50%. Nhưng sẽ có những cái điều kiện cụ thể, cách lập hội đồng như thế nào, ghi hình, ghi âm cái buổi bảo vệ như thế nào. Trong trường hợp chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu này, chúng ta có thể cho bảo vệ trực tuyến hơn 50%. Nhưng mà đấy, cái thông tư này thì chỉ áp dụng từ tháng 5 trở đi. Như vậy các cái khóa hiện hành hiện giờ là chưa áp dụng được. Và chính đó là lý do mà cái công văn số 707 thì mới bổ sung cái mục này. Cái yêu cầu là bảo vệ trực tuyến
trong thời gian Covid, nhưng chị áp dụng là hiện giờ theo cái công văn này chị áp dụng cho năm 2021. Sau 2021 thì sao? Không biết. Nhưng về cơ bản chúng ta thấy là về cái cơ hội để chúng ta vận dụng cái quy định hiện hành này là chúng ta có. Vấn đề là chúng ta kết hợp tất cả những cái quy định này, cái độ thoáng tới mức độ nào để chúng ta có thể là xây dựng ra một cái quy chế kiểm tra đánh giá đặc thù, đặc biệt cho cái bối cảnh dịch tại một trường đại học cụ thể. Thì cái đó là tùy mỗi trường chúng ta sẽ cân nhắc. Đúng không? Thì tôi sẽ nói nhanh qua là vì sao chúng ta cần phải có một cái hệ thống quản lý tập trung. Chúng ta hình dung là với một cái module, một cái chủ đề bất kỳ trong một môn học, đây chỉ là một chương hay là một bài, thì chúng ta sẽ có cái phần tài nguyên học liệu, chúng ta có các cái hoạt động học tập phục vụ nó, chúng ta có những cái yêu cầu kiểm tra đánh giá tất cả những hoạt động liên quan. Tất cả những hoạt động này trong một cái môn học thì tùy mỗi trường, tùy mỗi thầy cô, chúng ta có rất nhiều những cái công cụ khác nhau để chúng ta sử dụng. Vấn đề ở chỗ là mỗi một người cho mỗi một việc cụ thể, chúng ta sử dụng những cái công cụ rời rạc khác nhau thì chúng ta thấy là chúng ta không quản lý tập trung được dữ liệu, chúng ta không thu thập dữ liệu được một cách đầy đủ, đồng bộ, có hệ thống. Sẽ rất cực trong cái khâu để chúng ta là thu thập dữ liệu, chúng ta chấm điểm, chúng ta nộp điểm, vân vân. Thì cái lợi ích của cái hệ thống quản lý tập trung đó chính là ở chỗ tất cả giáo viên, sinh viên, tất cả đều sử dụng cùng loại công cụ, cùng các cái loại công cụ trên một hệ thống, và mỗi một cái hoạt động khác nhau đều có dữ liệu lưu lại, và như vậy thì dữ liệu được quản lý tập trung hoàn toàn. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có ưu tiên sử dụng cái hệ thống quản lý học tập trực tuyến là NMS. Và tất cả các cái hệ thống NMS khác nhau nó đều có các cái công cụ quản lý tập trung như vậy. Chỉ có cái trở ngại của hệ thống NMS này, nó tạo cái cảm giác phức tạp, tạo cảm giác phức tạp, cho nên là có cái em Hồng Quân bộ môn đó thì đang vô điện ấy, tất cả bộ môn có bị cách ly ở nhà hết, không có ai vô hết. Xin lỗi thầy cô, chúng ta tắt nó vô cái tên chuyện kim được không ạ? Nó xét nghiệm mà âm tính nó mới lũ vô lại, chứ không thì bây giờ nó cũng biết sao đó rồi. Xin phép thầy cô, chúng ta tắt micro khi nói chuyện riêng. Như vậy thì đối với cái hệ thống quản lý NMS này, thì cái cảm giác chung là các thầy cô ngại dùng, bởi vì nó quá đồ sộ, nó quá phức tạp, nó không tiện nghi. Nhưng mà bù lại cho so với lại cái tiện nghi trong cái quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta mất một chút công sức, chúng ta học cách sử dụng nó, nhưng cái lợi ích lâu dài về việc tổ chức quản lý toàn bộ cái quá trình học tập, chúng ta sẽ có lợi hơn rất nhiều. Đó là cái mà các trường chúng ta sẽ cần lưu ý để chúng ta là đưa vào cái chính sách phát triển của mình. Ở đây tôi muốn nói một chút về cái vấn đề là các cái lớp học ảo, một cái cách làm phổ biến ở nhiều trường. Đó là chúng ta cho dạy thông qua cái lớp học ảo, các cái hệ thống video conference, Zoom, Meet, như Team, vân vân. Và chúng ta không có chú trọng nhiều lắm với các hoạt động là không đồng thời, không đồng bộ. Thì chúng ta lưu ý ở đây là mỗi một cái công cụ, một cái phương pháp nó đều có những cái ưu điểm, nhược điểm. Và những cái ưu điểm, nhược điểm trong quá trình tổ chức hoạt động nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách chúng ta kiểm tra đánh giá. Thì với những cái lớp học ảo trực tiếp thì chúng ta sẽ có được một cái sự tương tác tức thời. Và mặc dù không tương tác trực diện nhưng vẫn là trực tiếp. Ở đây chúng ta là cũng lưu ý là có một cái sự khác biệt về mặt thuật ngữ đây. Trực tiếp là có thể là trực tiếp trực diện hoặc trực tiếp từ xa. Nhưng mà trong các cái văn bản về quản lý đào tạo trực tuyến hiện giờ đấy, thì trực tiếp đang được sử dụng chỉ cho trực diện mặt đối mặt. Trong khi đó, cái hình thức là trực tiếp từ xa, tức là chỉ có cái cách biệt về không gian, nhưng về thời gian là phải cùng với nhau, thì nó lại là trực tuyến, nhưng mà trực tiếp. Chúng ta cần phân biệt như vậy. Về trực tiếp, cả hai hình thức là trực tiếp trực diện và trực tiếp trực tuyến. Còn
Ngược lại thì bởi vì nó có cái ràng buộc là nó giải phóng được vấn đề không gian, cái rào cản về không gian, nhưng nó không giải phóng được cái rào cản thời gian. Đấy, nó dẫn tới cái sự lệ thuộc về thời gian. Và sự lệ thuộc thời gian này, nếu như trong cái quá trình học tập bình thường là người học tập trung tại lớp, họ bỏ qua tất cả những vấn đề riêng tư, họ tất cả người học đều nằm trong một cái môi trường đồng nhất dành cho cái việc học tập, thì cái hiệu quả học tập nó khác. Bây giờ mỗi người, cả người học lẫn người dạy đều ở nhà, như vậy chúng ta sẽ không còn một cái môi trường học tập đồng nhất. Chúng ta có bao nhiêu con người là bấy nhiêu cái môi trường, và chúng ta mong muốn là chúng ta gom tất cả mấy chục cái môi trường, cả trăm cái môi trường khác biệt nhau đó vào bên trong một cái lớp học ảo, và chúng ta hy vọng nó đồng nhất giống như cái lớp học tập trung, thì như vậy đó là không thể. Thành ra các cái hoạt động tương tác trực tiếp đồng bộ synchronous nó có những cái tác dụng nhất định, nhưng nó cũng có những hạn chế. Cho nên những cái hạn chế đó là những hạn chế mà chúng ta sẽ khắc phục được thông qua cái hệ thống NMS, thông qua các hoạt động không đồng bộ, thông qua diễn đàn thảo luận, thông qua các cái bài tập nhóm, bài tập cá nhân, các cái hoạt động tự học. Và nếu như chúng ta dạy học tập trung trên lớp, tất cả những hoạt động bên ngoài lớp học chúng ta không kiểm soát được. Thì nếu mà chúng ta dạy học trực tuyến, chúng ta quan tâm đầy đủ tới cái những cái thời điểm nào chúng ta học trực tiếp giữa giáo viên với người học, những lúc nào cho phép người học tự học với nhau, tự tương tác với nhau, không có ràng buộc về thời gian trên cái hệ thống NMS, thì chúng ta càng đa dạng hóa, chúng ta càng có nhiều cơ hội để chúng ta có đầy đủ các thông tin dữ liệu, chúng ta đánh giá tất cả các hoạt động của người học trên nhiều tiêu chí theo như một cái góc nhìn tổng hợp, và như vậy nó sẽ có cái cơ hội là chúng ta đánh giá xác thực hơn. Đấy. Và như vậy chúng ta thấy rằng là các cái phương pháp đánh giá ở đây, chúng ta có là phương pháp quan sát, phương pháp viết, phương pháp vấn đáp. Ba cái nhóm phương pháp này, thì trong đó phương pháp viết thì chúng ta có trách nhiệm khách quan hoặc trách nhiệm tự luận. Đấy. Về mặt thuật ngữ, cả hai cái phương pháp này đều gọi là trách nhiệm, cứ kiểm tra gọi là trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm khách quan là các cái phương án trả lời được thiết kế sẵn, và trách nhiệm tự luận đó là người học sẽ tự soạn cái câu trả lời của mình. Đấy. Có rất nhiều những cái dạng, cái phương pháp kiểm tra đánh giá này. Thì trong hệ thống NMS, ví dụ như trên Moodle, chúng ta sẽ có đầy đủ các cái công cụ chúng ta áp dụng tất cả các phương pháp này. Ví dụ trách nhiệm khách quan, chúng ta có Hot Potatoes, chúng ta có Quiz, chúng ta có H5P. Trách nhiệm tự luận, chúng ta có cái công cụ là Assignment hay Workshop. Cái dạng là khảo sát ý kiến, cung cấp thông tin qua Choice, qua Questionnaire. Các cái buổi họp đồng bộ, chúng ta có Big Blue Button, một cái công cụ là lớp học ảo tích hợp trực tiếp bên trong cái hệ thống Moodle, hoặc chúng ta cũng có thể là sử dụng như hệ thống video conference bên ngoài như là Teams, Meet, Zoom, chúng ta lồng ghép vào bên trong cái NMS đều được. Chúng ta có forum, chúng ta có chat, là những cái công cụ cho phép chúng ta thực hiện những cái hình thức đánh giá, những cái phương pháp đánh giá, quan sát và vấn đáp. Và như vậy chúng ta thấy là tất cả những cái hình thức, những cái phương pháp đánh giá khác nhau, nếu chúng ta có một cái chính sách, một cái chủ trương đồng bộ ở cấp trường, chúng ta sử dụng các cái công cụ bên trong hệ thống NMS, thì chúng ta sẽ có cơ hội là chúng ta làm được hết. Và như vậy chúng ta càng đa dạng hóa các cái cách đánh giá khác nhau, chúng ta càng có những cái công cụ thu thập dữ liệu một cách tự động, thì như vậy chúng ta sẽ càng tập trung vào cái việc là biên soạn nội dung sao cho nó tốt. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái cơ hội là tổ chức một cách bài bản ngay từ đầu cái quá trình tổ chức học tập trực tuyến, xuyên suốt các hoạt động học tập khác nhau, có toàn bộ các cái hoạt động kiểm tra đánh giá trong suốt quá trình học tập, cho tới khi tổng kết chúng ta cũng có những cái công cụ để phục vụ cái hoạt động là đánh giá tổng kết. Thì như thế chúng ta sẽ có cái cơ hội để chúng ta thành công. Thì cái phần trình bày của tôi là tạm dừng ở đây, và sau tới cái phần mà hỏi đáp thảo luận, nếu cần tôi sẽ chia sẻ với thầy cô là những cái ví dụ cụ thể hơn nữa, là trong một môn học cụ thể dạy nó như thế nào, thiết kế các hoạt động học tập cá nhân như thế nào, hoạt động học tập nhóm như thế nào, với những công cụ cụ thể trên đó như thế nào trong một môn học, để mà ra một cái thang điểm đánh giá cho cái môn học đó. Và đó là một cái ví dụ thực tế mà tôi đã áp dụng trong những cái dịp mà tôi có đi dạy thỉnh giảng ở các trường đại học. Thì tôi xin phép kết thúc cái phần trình bày của mình đây và sẽ nhường lời cho các báo cáo viên khác tiếp tục trình bày phần của mình. Xin cảm ơn quý thầy cô.
Xin phép mời thầy Bình tiếp tục chia sẻ cái phần trình bày của mình. Dạ, kính chào các thầy cô. Các thầy cô đã thấy cái màn hình của tôi chia sẻ chưa? Rồi dạ, rồi ạ. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ, kính chào các thầy cô. Tôi là Nguyễn Hữu Bình, đến từ trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng. Thì là tôi là giáo viên tiếng Pháp, nhưng mà hiện nay thì đang công tác tại phòng đào tạo của nhà trường. Và sau đây thì tôi xin chia sẻ với các thầy cô một số những cái kinh nghiệm, tại vì mà thầy cô vừa nghe thầy Đại cũng đã trình bày đề cập đến những cái vấn đề quan trọng và thiết yếu nhất của đào tạo từ xa cũng như là triển khai đánh giá trực tuyến và những cái văn bản pháp quy hiện hành. Thì tôi, cái phần trình bày của tôi thì nó sẽ liên hệ với cái thực tế nhiều hơn dưới góc độ của một người làm đào tạo và làm công tác giảng dạy. Thì phần trình bày của tôi nó có hai phần. Thứ nhất là tôi cũng xin giới thiệu với các thầy cô những cái mà trường của chúng tôi thực hiện để chuyển từ kiểm tra đánh giá trực tiếp sang trực tuyến trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid. Và cái phần thứ hai thì tôi sẽ trình bày một số những cái cùng với các thầy cô thảo luận về một số những cái định kiến mà chúng ta vẫn có về cái kiểm tra đánh giá trực tuyến. Và thông qua những cái định kiến đó thì tôi sẽ trình bày cái ý kiến cá nhân của mình. Tôi xin bắt đầu về phần thứ nhất là những cái việc làm của trường Đại học và Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng trong thời gian qua để ứng phó với dịch Covid. Thì báo cáo với các thầy cô là trường chúng tôi cũng đã quyết định theo những cái phương pháp là hướng dẫn mà thầy Đại lúc nãy cũng đã có đề cập đến, để chuyển từ hình thức trực tiếp sang hình thức kiểm tra đánh giá trực tiếp sang trực tuyến. Thì để làm được cái công việc này với cái hiệu quả cao nhất trong cái điều kiện cho phép, thì là trường tôi có bốn cái công việc, bốn cái điều mà chúng tôi cùng nhau làm để có thể tổ chức cái kỳ thi sẽ diễn ra một cách tốt đẹp và đạt hiệu quả. Cái thứ nhất là chúng tôi trao cho sinh viên một cái quyền lựa chọn là các em có thể tham gia cái kỳ thi trực tuyến hoặc là các em đợi đến khi dịch lắng xuống và sinh viên có thể học tập trung tại trường để tổ chức cái kỳ thi theo hình thức truyền thống. Tuy nhiên cái số lượng đăng ký thi trực tuyến thì gần như là tuyệt đối các sinh viên, trừ một số trường hợp là sinh viên về cái điều kiện khó khăn về thiết bị đầu cuối cũng như là hạ tầng cơ sở mạng. Đấy, cho nên là hiện tại bây giờ là cái kỳ thi của cuối kỳ của chúng tôi đang diễn ra được nửa thời gian rồi ạ. Như vậy là hết tuần sau nữa thì chúng tôi sẽ kết thúc cái phần thi. Điểm thứ hai nữa là nhà trường cũng trao cho giảng viên, xin lỗi ở chỗ đây là giảng viên, trên màn hình đó có thiếu giáo viên, là giáo viên có thể chuyển đổi hình thức kiểm tra đánh giá. Thì là tại vì ở đây là còn về mặt công nghệ cũng như ở thời điểm hiện tại về mặt đầu tư về cơ sở hạ tầng của nhà trường nó cũng còn có những cái điểm chưa được như ý muốn, cho nên là một số giáo viên nếu cảm thấy là cái môn của mình có thể chuyển đổi cái hình thức từ cái hình thức ví dụ chẳng hạn như là thi trắc nghiệm sang hình thức làm bài tập lớn chẳng hạn, về cái đặc thù của môn học đó cho phép, thì là các giáo viên cũng có thể tham khảo ý kiến của sinh viên và kết luận cái hình thức thi cuối cùng. Cái việc làm thứ ba nữa là trường chúng tôi đã triển khai cái hình thức kiểm tra cuối kỳ đó ở trên ba cái hệ thống hiện có của nhà trường. Cái hệ thống thứ nhất có tên gọi là Exam, thì đây là một cái phần mềm mà nhà trường đã đầu tư trong một cái dự án rất là lớn của nhà trường. Thì cái phần mềm này nó cho phép chúng ta tổ chức các cái kỳ thi từ cái khâu là lên kế hoạch thi cho đến là khâu ra đề chấm thi, rồi tạo các cái phòng thi, rồi thêm sinh viên, rồi tổ chức thi và chấm thi. Thì đây là một cái hệ thống khá là hoàn chỉnh dành riêng cho cái việc kiểm tra đánh giá. Thứ hai là cái hệ thống LMS của nhà trường, đó là hệ thống Google. Tôi sẽ đi sâu vào cái phần này ở trong cái phần sau.
Và cái hệ thống thứ ba đó là hệ thống Microsoft Teams mà chúng tôi có được từ tập đoàn Microsoft với cái gói và trường chúng tôi chọn nó là gói miễn phí dành cho giáo dục, đó là gói A1. Và cái việc thứ tư thực hiện để mà đảm bảo cái chất lượng kỳ thi, cái điều kiện diễn ra cái kỳ thi, đó là nhà trường đã thành lập cái tổ hỗ trợ kỹ thuật. Tổ hỗ trợ kỹ thuật này thì là có nhiệm vụ hỗ trợ cho cả giảng viên và cho sinh viên khi mà gặp khó khăn trên đối với ba cái hệ thống mà tôi vừa với giới thiệu lúc nãy. Thì cái tổ hoạt động cái tổ kỹ thuật này thì là họ có sự phân công rất là cụ thể, gồm một nhóm là chuyên hỗ trợ cho giảng viên và một nhóm chuyên hỗ trợ cho sinh viên. Và cái nhóm này thì trực thường là 24/7 để mà có thể hỗ trợ kịp thời cho cả giảng viên và sinh viên. Thì cái việc hỗ trợ này nó, cái việc thành lập cái tổ hỗ trợ này nó khá là quan trọng, và thứ nữa trong cái phần tiếp theo tôi cũng sẽ phân tích một xíu. Bây giờ tôi sang cái phần thứ hai, là ở phần thứ hai này thì tôi mượn một cái ý tưởng của một đồng nghiệp dạy tiếng Anh người Venezuela để trình bày với các thầy cô, là chúng ta cùng phân tích một số những cái định kiến xem thử là những cái định kiến này nó còn đúng ở thời điểm hiện tại hay không. Thì một trong những cái định kiến mà chúng ta có ở cả giảng viên cũng như là sinh viên và người dạy và người học, thì là kiểm tra đánh giá trực tuyến thì nó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên sử dụng một cái tổ hợp lệnh, đó là tổ hợp lệnh sao chép và dán, copy and paste. Thì ở đây thì các thầy cô cũng đã biết rồi, bất kỳ người nào mà sử dụng cho dù ở mức độ cơ bản nhất nữa các cái công cụ soạn thảo văn bản thì chúng ta cũng đã từng sử dụng cái tổ hợp lệnh này. Thì cái việc mà copy and paste này thì là nó cũng là một hình thức chưa phải gọi là gian lận trong thi cử, nhưng mà nó cũng gần như vậy. Thì bây giờ để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta có những cái cách làm như thế nào? Thì ở trường chúng tôi đối với cái hệ thống exam thì là đã chặn hoàn toàn cái tính năng sao chép bài giảng này. Còn nếu tại vì exam là một cái hệ thống mà chuyên biệt của trường chúng tôi thì tôi cũng chỉ lấy cái ví dụ như vậy thôi, nhưng không đề cập tới sâu. Tuy nhiên nếu trường các thầy cô có sử dụng Moodle thì hệ thống Moodle nó cũng cho phép chúng ta có những cái tính năng tương tự, là chúng ta chặn cái tổ hợp tiếng nóng này và không cho sinh viên thực hiện cái câu lệnh này, để ngăn ngừa bớt cái việc là coi như là tham khảo tài liệu rồi chép tài liệu từ cửa sổ này sang cửa sổ kia. Thì về cái việc mà chặn cái tính năng này như thế nào thì tí nữa trong cái cửa sổ chat tôi sẽ gửi cho các thầy cô một cái link để giới thiệu cũng như hướng dẫn cách sử dụng cái tính năng này. Tôi xin phép không có minh họa tại vì như vậy nó hơi mất thời gian của chúng ta. Một cái việc nữa chúng ta cũng có thể làm để mà có thể tránh cái việc mà sử dụng cái copy and paste này là chúng ta sử dụng cái chức năng toàn màn hình ở trong Moodle đó các thầy cô. Thì là đối với chức năng toàn màn hình này là khi sinh viên mở cái tính năng lên là bây giờ nó xuất hiện toàn màn hình và không thể đổi cái màn hình được. Thì cái cách thức làm như thế nào thì ở trong cái định kiến thứ hai thì tôi sẽ trình bày kỹ hơn với các thầy cô. Và ngay sau đây là cũng là cái định kiến thứ hai luôn đó các thầy cô, đó là kiểm tra đánh giá thì là tạo điều kiện cho sinh viên, cho người học gian lận trong thi cử. Thì cái vấn đề gian lận trong thi cử này thì là thì đã lúc nãy cũng đã có cái đề cập tới rồi. Thì là tôi trở lại với cái Moodle lúc nãy tôi cũng đã trình bày với thầy cô, thì là Moodle thì từ cái phiên bản 3.0 trở đi nếu tôi nhớ không lầm thì nó có một cái tính năng gọi là Safe Exam Browser. Thì đây là một cái browser, tức là một cái trình duyệt chuyên dụng cho thi cử. Thì là khi mà chúng ta tính năng này lên thì là sinh viên chỉ có thể làm bài thi qua cái Save Exam Browser này thôi, chứ không thể mở cái cửa sổ khác. Sinh viên cũng không thể nhập các cái địa chỉ mà chúng ta vẫn gọi là URL đó, như nào không thể thực hiện chức năng tìm kiếm, không thể trở lại trang trước hoặc tiếp theo trang sau, không thể tắt cái tính năng Save Exam Browser này cho đến khi mình nộp bài. Thì đó là một số những cái tính năng cơ bản của cái Save Exam Browser này. Tôi cũng sẽ chia sẻ cho các thầy cô một cái đường link giới thiệu cái tính năng này và cái cách thực hiện của nó ra sao.
về cái gian lận ở trong thi cử thì là nó còn, đối với cá nhân tôi thì nó còn nằm ở cái, nó có thể được giải quyết một phần nữa ở thủ thuật chúng ta ra đề. Các thầy cô ở đây tôi nghĩ là cũng đã có cái trường hợp là chúng ta vì quá thương học trò, sợ học trò nó rớt, cho nên là thường là chúng ta dạy cái gì thì chúng ta ra cái đó. Và đặc biệt nữa là có những cái bài tập, có những cái trường hợp là các thầy cô sử dụng lại những cái bài các thầy cô đã giải hoặc đã làm ở trên lớp rồi. Thì đối với việc kiểm tra đánh giá, việc này là không nên, và đặc biệt càng không nên trong cái kiểm tra đánh giá trực tuyến, vì nó tạo, tại vì là lúc nãy thầy Đại cũng đã phân tích rồi, việc kiểm soát sinh viên, người thi như thế nào đó, nó gặp những khó khăn ra sao ở trong cái kiểm tra đánh giá trực tuyến, thì cho nên là chúng ta cần phải để ý cái việc này hơn nữa trong kiểm tra đánh giá trực tuyến. Một cái điểm mà tôi vẫn lưu ý trong cái đợt này khi mà thực hiện kiểm tra đánh giá trực tuyến là cố gắng đưa cái bối cảnh, một cái bối cảnh cụ thể, và cái bối cảnh này nó càng sát thực tế và nó càng mới càng tốt. Tôi giữ tâm niệm như vậy. Tôi lấy một ví dụ, tôi là người dạy ngoại ngữ thì các thầy cô, nếu có thầy cô dạy ngoại ngữ nói chung, có thể là tiếng Pháp, có thể là tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác, thì thế nào các thầy cô cũng có một cái bài dạy như là thế này: sau khi đã dạy xong cái phần mà các cái thì về quá khứ thì thế nào cũng có một cái bài viết kiểu như là hãy kể lại một chuyến du lịch của em, hoặc là hãy kể lại một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm không đẹp của em. Thì khi mà chuyển qua trực tuyến thì là tôi cố gắng tránh những cái dạng chung chung như vậy, và nó đã có bài mẫu và sinh viên có thể tham khảo cái bài mẫu đó. Thì để tránh cái việc đó thì là trong cái đợt này, ví dụ như là nếu tôi phải ra cái đề này thì tôi sẽ nói là hãy kể lại những cái việc làm trong ngày đầu tiên các em bị cách ly, nếu trong trường hợp mà chúng ta bị cách ly, hoặc là bị phong tỏa, hoặc là bị hoặc là trong tuần đầu tiên, hoặc là những cái việc làm của các em để mà giúp cái giải giúp cái phòng ngừa cái dịch Covid, ví dụ chẳng hạn như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là những cái hoàn cảnh thực tế như vậy thì nó sẽ đỡ tránh cái bài mẫu sẵn có, và nó cũng tránh cái việc gian lận của người thi trong các cái thi trực tuyến. Đối với đề thi trắc nghiệm thì là nó có cái như thế này, các thầy cô chúng ta còn có thói quen, ví dụ chẳng hạn như là các thầy cô ra một cái đề gồm có 100 câu, và như vậy mỗi câu như vậy là một điểm, và cuối cùng các thầy cô chia 10 điểm để có cái con điểm 10. Thì nên chăng chúng ta để bớt cái gian lận để mà có thể là tránh cái việc mà ngừa bớt cái việc mà hỏi nhau rồi là ra đề, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta sáo đề, chúng ta sáo câu hỏi, chúng ta sáo trật tự của các cái giải pháp trả lời ra, thì nên chăng chúng ta nghĩ tiếp đến một cái việc nữa là chúng ta hãy xác định một cái số lượng câu hỏi mà bắt buộc thí sinh phải trả lời đúng. Thì ví dụ chẳng hạn như là trên 100 câu đó thì là thí sinh phải làm đúng 10 câu bắt buộc, và đến từ câu 11 trở đi thì chúng ta mới tính điểm. Thì về cái việc mà xét điểm cho từng câu hỏi thì các thầy cô cũng chú ý thêm. Thì là với những cái việc làm như vậy thì một phần nào đó chúng ta cũng có thể tránh được cái việc gian lận trong thi cử, và nó đặc biệt là khó kiểm soát trong cái kiểm tra đánh giá trực tuyến. Ý thứ ba, và thầy Đại cũng đã nhắc rồi và cũng đã đề cập đến rồi, và trong cái phần thảo luận chat, trong cửa sổ chat của trong Zoom đó, thì thầy cô cũng đã đề cập đến rất là nhiều. Thì có một ý mà các thầy cô nói thì tôi thấy đúng, nhưng mà tôi còn lại có một cái ý kiến khác biệt. Các thầy cô nói là bây giờ là để kiểm tra đánh giá đó thì cái phần feedback đó nó để thực hiện nó như thế nào, nếu lớp quá đông thì sao. Thì bây giờ cũng xin trả lời thầy, lúc nãy thầy Đại cũng đã phân tích một chút xíu, và các thầy cô cũng đã có cái câu trả lời ở trong cái phần chat của mình rồi, nhưng mà để rộng đường mà các thầy cô suy nghĩ thêm thì ở đây trong Moodle chẳng hạn thì là khi mà các thầy cô tạo câu hỏi ở trên Moodle đó thì là dưới cái câu trả lời đó nó luôn có cái phần feedback mà thường thì chúng ta bỏ qua, tại vì chúng ta không có thời gian để mà soạn. Tuy nhiên đối với kiểm tra đánh giá thường xuyên hay là tiến trình, giống như cái thuật ngữ mà thầy đại sử dụng đó, thì chúng ta vì cái bài tập này chúng ta có thể sử dụng nhiều lần mà các thầy cô, cho nên là theo tôi thì chúng ta nên đầu tư để mà tạo cái phần feedback này.
và giúp đỡ cho họ, cho học sinh. Học sinh nó sẽ biết và sinh viên người học biết mình đúng ở đâu, mình sai ở đâu. Nếu mình sai thì mình phải nên ôn tập hoặc là học thêm những cái phần nào. Và chúng ta đầu tư một lần, và chúng ta từ cái ngân hàng câu hỏi đó thì chúng ta có thể tạo ra nhiều cái test để mà kiểm tra thường xuyên, đánh giá thường xuyên bất kỳ lúc nào, và có thể thực hiện nhiều lần. Trong cái phần thầy cô chat đó thì cô nói là nó đúng với trắc nghiệm, cái phần feedback này có thể là đúng với trắc nghiệm, tuy nhiên đối với tự luận thì là không thể. Thì cái vấn đề này thì tôi lại có ý nghĩa hơi khác một chút xíu. Bây giờ giả sử như chúng ta dạy trực tiếp, chúng ta xử bài trực tiếp face to face các thầy cô nhé, mà các thầy cô đang giả sử lớp của chúng ta là lớp đông 100 sinh viên, các thầy cô nói có 100 bài, các thầy cô không có thời gian sửa, thì như vậy thì là cái này các thầy cô không có thời gian sửa đối với lớp học trực tiếp và đối với lớp học trực tuyến nó cũng tương tự như vậy. Thì cái vấn đề ở đây không phải là đặc thù của kiểm tra đánh giá hay là của lớp học trực tuyến, mà cái vấn đề nó nằm ở chúng ta tổ chức lớp. Thì trong cái phần chat của các thầy cô lúc nãy, tôi thấy các thầy cô cũng có một số cái giải pháp đưa ra, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta chọn một số bài và chúng ta sửa và lấy bài mẫu đó để cho cả lớp, hoặc là chúng ta tổng hợp tất cả những cái lỗi để chúng ta có thể để tổng hợp những cái lỗi và chúng ta sửa chung cho cả lớp, thì đó là cách làm. Còn đối với cái kiểm tra đánh giá trực tuyến thì nếu trường nào sử dụng Microsoft, nếu trường nào sử dụng cái gói A1 của Microsoft đó, thì chúng ta biết được là đối với gói A1 của Microsoft, ngoài email, ngoài lưu lượng lưu trữ ở trên mạng ra, thì các thầy cô có bộ Office 365 bản quyền miễn phí. Và trong team khi trong team thì là đối với cái gói giáo dục, là gói Education đó, thì là các thầy cô có một cái tùy chọn, khi các là thầy cô có thể tạo ra lớp học, và trong đó nó có những cái chức năng cơ bản để các thầy cô có thể kiểm tra đánh giá. Ví dụ các thầy cô có thể tạo assignment, và assignment nó cho chúng ta hai lựa chọn, một là sinh viên gõ thẳng ở trên máy tính hoặc là nộp bài lên, đó là về phía sinh viên. Còn đối với giáo viên thì là các thầy cô có thể sửa bài trực tiếp ở trên đó, và liên kết cái bài sửa của trên Microsoft Teams và cái phần mềm Microsoft Word của đã có ở trên máy tính của thầy cô. Như vậy chúng ta đã lợi một khoảng thời gian khá là nhiều, và cái thao tác của chúng ta đơn giản hơn là cái việc chúng ta tải bài của sinh viên xuống và sau đó chúng ta sửa rồi xong chúng ta lại gửi cho sinh viên. Thì đối với Microsoft Teams thì là ở một góc độ nào đó thì chúng ta cũng có thể giải quyết được cái vấn đề này. Còn cái số lượng cái bài của các thầy cô phải sửa ít hay nhiều thì tôi cũng đã phân tích đến lúc nãy, là do cái vấn đề chúng ta tổ chức lớp đông và tổ chức cái hoạt động quản lý lớp đông và tổ chức cái hoạt động cho lớp đông, chứ nó không có nằm ở là đặc thù của trực tiếp hay là trực tuyến. Đó là cái định kiến số 3. Tôi sang cái định kiến tiếp theo là vì là một ngoại ngữ cho nên là tôi quan tâm đến một ngoại ngữ nhiều hơn. Thì là có rất là nhiều người cho rằng là cái kiểm tra đánh giá trực tuyến thì là chúng ta khó tổ chức đầy đủ 4 kỹ năng. Tại vì kỹ năng đối với ngoại ngữ thì nó luôn luôn đi kèm 4 kỹ năng, đó là nghe, nói, đọc, viết. Thì đọc chúng ta có thể kiểm tra đánh giá khá là dễ dàng ở trực tuyến với các cái công cụ như thầy Đại đã phân tích, Google chẳng hạn. Bây giờ viết thì làm sao? Viết thì là đối với trường hợp của tôi thì tôi vẫn cần một cái thuộc về miễn phí và mà nói với các thầy cô và cái vấn đáp nói chung và khi nói của ngoại ngữ nói riêng thì là Microsoft Teams hoàn toàn có thể giải quyết được cho các thầy cô. Và một cái điểm lợi thế của Teams nữa là chúng ta có camera và chúng ta có thể xác nhận cái việc tham gia của người học và tránh cái việc là thi hộ. Đó là các cái kỹ năng. Nghe thì là cũng tương tự như vậy, thay vì tôi thì đã chuyển khi nghe từ Moodle qua Microsoft Teams. Tại vì lý do như thế này các thầy cô, đối với Moodle thì chúng ta đưa cái bài lên và sinh viên có thể bấm nghe ở trên đó, và cái việc giới hạn cái số lần đó chúng ta không quản lý được. Đối với Microsoft Teams thì tôi tạo cái bài kiểm tra của mình, các cái câu hỏi của mình,
với cái công cụ form, nó cũng giống giống tương tự như là Google Form của thầy cô. Microsoft nó cũng có cái công cụ tương tự và chúng ta có thể sử dụng. Và tôi chia sẻ màn hình giống như tôi đang làm với các thầy cô ở đây, và tôi bật cái tai nghe đó lên, rồi tôi cho nghe 2 lần hay 3 lần hay là 4 lần thì tùy cái yêu cầu của từng bài làm, và tôi đã thông báo trước với thí sinh. Thì như vậy là ở cái mức độ nào đó thì chúng ta có thể tạo một cái sự công bằng, đó là cái số lần nghe cho thí sinh. Tôi sang cái điểm tiếp theo, một cái suy nghĩ của rất là nhiều người, đặc biệt là các thầy cô lớn tuổi thì thường hay nói là kiểm tra đánh giá trực tuyến thì nó đòi hỏi phải cả người học, cả người học và cả người dạy phải có những cái kỹ năng về về công nghệ thông tin. Thì điều này tôi thấy đây là một sự thật, điều này đúng. Chúng ta phải có chúng ta ở đây tôi muốn nói là cả người học và người dạy cần phải có những cái kỹ năng tối thiểu về công nghệ thông tin thì chúng ta mới áp dụng được, chứ nếu không thì là khá là khó. Và có một cái điều mà trong cái phần trình bày để lại chúng ta đề cập, đó là sự công bằng. Thì là chúng ta ở đây là có một số sinh viên rất giỏi về công nghệ thông tin, nhưng cũng có một số sinh viên, đặc biệt là những cái sinh viên đến từ những cái vùng khó khăn, thì là người ta chưa có cái điều kiện để tiếp cận với công nghệ thông tin, chưa có cái điều kiện để trang bị cho mình những cái thiết bị đầu cuối để có thể luyện tập để mà nâng cao kỹ năng của mình. Thì đây là một những cái khó khăn. Cho nên là cái vấn đề mà chúng ta tập huấn cho sinh viên trước mỗi cái đợt thi, đặc biệt là khi chúng ta khai thác những cái công cụ nó mới, thì là một cái điều cực kỳ là cần thiết và quan trọng mà chúng ta phải làm. Điểm tiếp theo là cái độ tin cậy của kết quả đánh giá trực tuyến. Thì cái phần này thì đã cũng đã phân tích khá là nhiều rồi. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin có thêm một số ý kiến là như thế này: nếu như các thầy cô tạo ra một phát hiện khách quan, thì các thầy cô có thầy cô nhắn trong cái cuộc khảo sát là máy móc không thể thế được con người. Nhưng nếu là chỉ để cái phần mà tôi đồng ý với ý kiến đó, tuy nhiên nếu nhìn ở góc độ là chúng ta chỉ để tính điểm, chúng ta để chấm cho nó đúng và chúng ta tính điểm cho nó đúng, thì máy là tốt hơn con người. Thì như vậy, ngoài tôi nói là nếu chúng ta bỏ qua những cái khía cạnh về gian lận các trẻ bên kia, thì bây giờ là nếu mà độ tin cậy ở dưới góc độ đó, thì là các cái công cụ như là Moodle, như là Google Form hay là Microsoft Form, nó giải quyết cho chúng ta khá là tốt. Còn nếu đề của chúng ta là đề tự luận, thì ở đây nó không có sự khác biệt, và độ tin cậy thì tôi cũng đánh giá rất là cao, tại vì chính thầy cô là người chấm những cái bài đó. Và nó không như vậy thì là cho dù nó là trực tiếp hay là gián tiếp thì cũng chính là người thầy cô là người phải đánh giá, phải góp ý cho những cái bài này. Thì là nếu như chúng ta đối với kiểm tra đánh giá trực tuyến, thì chúng ta giải quyết được những vấn đề copy and paste được rồi nè, những cái vấn đề về cái gian lận trong thi cử như tôi đã trình bày ở phía trên, thì là tôi cho rằng là cái kiểm tra đánh giá nó cũng có cái mức độ tin cậy và chính xác. Đó là một số những cái định kiến mà tôi cũng đã trình bày cái ý kiến cũng như những cái kinh nghiệm chia sẻ với các thầy cô. Thì như các thầy cô biết là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong mọi lĩnh vực ở thời điểm hiện tại, trong cái thời đại mà mọi người hay gọi là thời đại 4.0 nữa, 4.0 nữa, thì đó là một xu thế rất yếu. Và đặc biệt nó quan trọng trong cái thời gian mà dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và kéo dài. Việc chuyển qua học và kiểm tra đánh giá trực tiếp sang trực tuyến, nó gần như là một cái nhu cầu, cũng như là một cái nó mang cái tính bắt buộc chúng ta phải làm. Thì như vậy để khai thác được thế mạnh của công nghệ và giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ở một góc độ nào đó, thì là cần cái sự đầu tư rất là lớn của nhà trường, về đầu tư về hệ thống, đầu tư về con người, cũng như của giáo viên, đầu tư về thời gian và công sức, cũng như người học đầu tư về thiết bị đầu cuối, cũng như là cái trang thiết bị, cái hạ tầng cơ sở mạng. Thì tuy nhiên tôi cũng muốn nói với thầy cô là
vì chúng ta chưa có điều kiện để làm triệt để cái vấn cái những cái vấn đầu của vấn đề đầu tư, đặc biệt là vấn đề về trang thiết bị phần cứng cũng như là phần mềm, thì chúng ta sẽ khám phá nhiều cái công cụ khác nhau. Và một cái ví dụ cụ thể lúc nãy của trường chúng tôi nói là chúng tôi triển khai ở trên ba cái hệ thống khác nhau đó, thì là chúng ta cùng khám phá từng cái công cụ nó có những cái thế mạnh, nó giúp chúng ta giải quyết những cái vấn đề cụ thể, những cái tình huống cụ thể, những cái đặc thù cụ thể của từng môn học, để và chúng ta cùng cố gắng để cái việc kiểm tra đánh giá đó nó độ việc đời để việc kiểm tra đánh giá trực tuyến nó đạt được cái hiệu quả như chúng ta mong muốn vì lợi ích của người học. Tôi xin dừng cái bài trình bày của mình ở đây. Chị nhớ cũng sẽ như tôi nói lúc nãy là tôi sẽ gửi một số đường link vào trong cái cuộc chat, và nếu các thầy cô có cái ý kiến cần trao đổi thêm thì tôi xin sẵn sàng. Xin cảm ơn các thầy cô ạ. Xin cảm ơn phần trình bày của thầy Bình với những cái thông tin rất là cụ thể về những cái kinh nghiệm thực tiễn tại trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng. Xin mời thầy Tăng Bá Hoàng sẽ trình bày tiếp theo về một số cái kinh nghiệm thực tế khi lựa chọn cái phương pháp đánh giá cuối kỳ với sinh viên. Chúng tôi cũng trong thời gian chờ thầy Hoàng nói thì chúng tôi cũng rất là xin lỗi là do chúng tôi bị cháy giáo án nói dài quá, nên rất mong quý thầy cô chúng ta nếu có sự quan tâm chúng ta tiếp tục kiên nhẫn để tham gia tiếp theo những cái bài phía sau. Xin cảm ơn quý thầy cô. Vâng, cảm ơn thầy Đại. Xin kính chào quý thầy cô. Thì cũng rất là vinh dự được tham gia cái chương trình này, và cũng trên cái tinh thần là chia sẻ cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã tham gia hỗ trợ cái quá trình triển khai trực tuyến tại một số cơ sở. Thì ở đây chúng tôi chỉ có nhấn mạnh vào cái kinh nghiệm và lựa chọn cái hình thức trực tuyến dành cho cái việc thi kết thúc học phần, bởi vì đây là một cái vấn đề mà chúng ta đang đối mặt và phải một số trường đang phải là quyết định trong cái thời gian ngắn nhất để dành thời gian cho những cái phần trao đổi. Thì phần trình bày tôi xin phép đi rất là nhanh. Thế thì đến cái phần trao đổi, nếu mà thầy cô có cái câu hỏi nào xin phép đó, chúng tôi sẽ trao đổi kỹ hơn. Phần trình bày của tôi thì tôi có ba cái nội dung thôi. Có một số cái nguyên tắc khi mà chúng ta chuẩn bị cái kỳ thi cuối kỳ. Thì về phần tài liệu thì chúng ta cần có một số cái khâu chuẩn bị như vừa rồi của thầy Đại thì cũng đã trình bày, đấy là chúng ta cần phải có một cái quy định. Thì ở đây chúng ta bàn đến một cái quy chế và một số cái quy trình nội bộ trong trường. Vì với các cái văn bản của bộ hiện nay quy định thì đều chưa cho phép chúng ta tiến hành 100% cái kỳ thi cuối kỳ trực tuyến, nên là chúng ta đều phải vận dụng và chúng ta dựa chủ yếu vào cái văn bản là vừa rồi vừa mới ra ngày 20 tháng 5, đó là 2077, để lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục là quyết định cho thi trực tuyến cái cuối kỳ. Thì cái phần quy định này nó sẽ phải bao gồm những cái thông tin rất là chi tiết, từ việc là tính điểm thế nào cho đến cái việc là lựa chọn công cụ, rồi là hình thức, rồi là những cái khâu chuẩn bị. Thế thì có lẽ là cái phòng chủ trì sẽ là phòng quản lý đào tạo, sau đó là sẽ xin ý kiến của rất nhiều đơn vị liên quan, thì chúng ta sẽ có một cái quy định, và kèm với quy định thì chúng ta sẽ có một số cái quy trình đi kèm. Thế sau khi chúng ta có quy định như vậy thì chúng ta phải có cái thông tin và phải có cái hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết đối với giảng viên và sinh viên, bởi vì có những trường hợp là trong cái quá trình mà triển khai
giảng dạy thì có thể là có một số môn, có thể một số chương trình là chưa tổ chức giảng dạy trực tuyến, cũng có thể là ở một số trường chẳng hạn thầy cô chưa triển khai giảng dạy trực tuyến, thì lúc đó chúng ta cần phải có hướng dẫn, có thông tin rất là cụ thể chi tiết đối với các thầy cô phụ trách cũng như với các em sinh viên. Và một cái khâu cũng rất quan trọng nữa đó là chúng ta cần có cái ý kiến của sinh viên. Cái này thì không bắt buộc ở trong cái quy định chính thức của bộ, tuy nhiên thì liên quan đến cái phần này thì các thầy cô cũng thấy có một cái câu khi mà chúng ta muốn tổ chức đánh giá cuối khóa thì cần phải có sự đồng thuận của cộng đồng cũng như là những người tham gia và của người học. Do vậy là cái phần lấy ý kiến sinh viên chúng ta cũng nên có một cái kênh nào đó để chúng ta thực hiện. Sau khi mà lấy ý kiến sinh viên thì cũng cần cho sinh viên đăng ký theo đợt thi rồi ca thi, thì chúng ta sẽ biết được cái số lượng cụ thể để chúng ta sẽ tổ chức. Về cái phần chuẩn bị thì chúng tôi có một số cái câu như vậy. Về hình thức và công cụ thì trên nguyên tắc như vừa rồi thầy đã trình bày ấy, là chúng ta nên đa dạng hóa cái hình thức, chúng ta kết hợp giữa bài thực hành tự luận và bài tập nhóm và thuyết trình, thì để tránh cái rủi ro là một cái công cụ nào đó thì sinh viên cũng có thể có những cái động tác thao tác là không phù hợp, nên là nó không đảm bảo sự công bằng. Thế nên là chúng ta cũng nên đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá. Rồi về công cụ thì các thầy cô cũng thấy là như cái case study của đại học ngoại ngữ đại học và các thầy Bình trình bày đấy là chúng ta cũng có tới 3 công cụ, đúng không? Thế thì ở đây cũng nhấn mạnh rằng là chúng ta nên áp dụng cái nguyên tắc là sử dụng nhiều công cụ, chúng ta không phụ thuộc vào một cái công cụ cụ thể nào, bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng một cái công cụ thì nó cũng có những cái ưu điểm và nó cũng có những cái hạn chế, nên là chúng ta cũng sử dụng kết hợp nhiều công cụ thì nó sẽ hạn chế loại bỏ bớt một số cái phần hạn chế của cái công cụ nào đó. Về tổ chức thi thì chúng ta nên trao quyền tự chủ cho đơn vị, ví dụ như là cho khoa, cho đơn vị đào tạo, và đặc biệt là có thể giao quyền tới các thầy cô trực tiếp đứng lớp tự lựa chọn hình thức và công cụ và tổ chức thi cho mình, bởi vì là chính các thầy cô mới biết rằng là cái công cụ nào, cái hình thức nào nó phù hợp với cái môn mà chúng ta đang đảm nhiệm. Và cũng một phần là các thầy cô thường xuyên tiếp xúc với lại sinh viên đã dạy rồi, nên là chúng ta cũng có được những cái phần nhận xét đánh giá để lựa chọn cho phù hợp với cái đối tượng sinh viên mình đang phụ trách. Khi mà tổ chức thi thì chúng ta nên là tạo một môn cho một cái course nào đó, bởi vì là chúng ta không nên gộp nhiều, nó sẽ có ảnh hưởng liên quan đến cái câu sau này. Ví dụ như là chúng ta đưa đề, chúng ta thu bài, rồi chúng ta xử lý các cái khâu phía sau, nên là chúng ta cũng nên có cái phần tách riêng ra. Thế và chúng ta chia ca, chia đợt để đảm bảo cái chất lượng về mặt kỹ thuật cũng như khâu tổ chức, thì chúng ta nên mỗi một đợt và mỗi một ca chúng ta nên tổ chức từ 200 cho đến 250 sinh viên là maximum thôi. Chúng ta không tổ chức một loạt, ví dụ có 2.000 hoặc 3.000 sinh viên, chúng ta tổ chức đồng thời từ 8 giờ không nên. Sau khi mà thu các cái sản phẩm sinh viên nộp về thì chúng ta cũng nên có cái khâu là ghép phách giống như bình thường. Thì cái khâu này thì chúng ta cũng có thể tổ chức theo cái cách là chúng ta đặt tên loại file. Thế và đặc biệt trong các cái quy định của bộ hiện nay thì có một cái câu rất là quan trọng, đó là đảm bảo tính công bằng và có cái minh chứng, có cái minh chứng để phục vụ cho những việc kiểm tra, kiểm soát rồi là tra cứu sau này. Nên là cái việc mà chúng ta lưu lại các cái minh chứng, các cái session thi ấy, thì cũng rất là quan trọng. Chúng ta có thể ghi âm, ghi hình cái việc thi của cái ca thi, hoặc là cái việc trả lời của sinh viên.
Thế và như thầy mình cũng có nêu ra thì nếu như điều kiện cho phép thì chúng ta cũng sử dụng cái công cụ, một số cái công cụ cho phép chúng ta kiểm soát cái bài thi. Ở đây là ví dụ như ở trong Moodle chẳng hạn, thì nó có một cái tính năng như các thầy cô nhìn thấy trên màn hình, đó là cái Save Exam Browser. Nó cho phép chúng ta tạo ra một cái app và một cái file, và sinh viên download cái file đấy về, khi mà chạy cái file đấy thì mới được vào thi, và nó sẽ che tất cả các cái phần khác đi, và sinh viên chỉ được thao tác bên trong cái cửa sổ mà vừa mở. Và nó cũng có cái tính năng là khi mà kích hoạt cái Safe Browser này thì nó cũng sẽ có cái option là kích hoạt cái webcam lên. Thì tất nhiên đây cũng chỉ là một cái giải pháp về mặt kỹ thuật thôi, còn cái việc mà kiểm soát được sinh viên là có gian lận hay không thì nó cũng có nhiều cái yếu tố khác nữa. Thì, tuy nhiên thì đây cũng là một cái ý tưởng mà các thầy cũng có thể nghiên cứu. Về đề thi thì cũng có khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng các cái đề mở. Và các cái đề mở này thì nó bao gồm các cái nội dung tổng hợp, rồi là có các cái yêu cầu tóm tắt dạng sơ đồ, dạng vẽ mô hình. Thì khi mà chúng ta có các cái yêu cầu như vậy thì sinh viên phải có cái kiến thức tổng hợp và không thể có thể là copy từ một cái nguồn nào đó cụ thể được. Thế nên là cái việc mà gian lận nó cũng sẽ giảm bớt, và chúng ta thu được cái kết quả, cái sản phẩm nó cũng có thể là nó sẽ ngắn gọn hơn, và giảm bớt cái công sức cho các thầy cô chấm bài sau này. Chúng ta cũng tạo ra nhiều cái mã đề. Ví dụ hiện nay như là bình thường là chúng ta đang có trung bình là 6 cái mã đề trong một đề thi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể tạo ra 6 mã đề, có thể tạo hơn nếu mà chúng ta có cái điều kiện chúng ta đầu tư cho cái việc ra đề. Thế thì khi chúng ta có các mã đề khác nhau rồi thì mỗi một cái ca thi, mỗi một cái bài thi chúng ta sẽ gán thành một cái mã đề và chúng ta sẽ thu bài cái phần đó. Thế về trắc nghiệm thì chúng ta cũng nên thiết kế các cái câu hỏi với các cái thời gian ngắn nhất, ví dụ là trong khoảng 30 giây các em phải trả lời ngay để tránh trường hợp là các em có thể tra cứu được. Và cái câu hỏi đó nó sẽ có cái nội dung mà rất khó có thể tìm thấy ở trên các cái công cụ tìm kiếm, thì đấy cũng là một cái khuyến cáo. Và khi trả lời xong câu thứ nhất thì cái câu thứ hai mới xuất hiện, như vậy nó đảm bảo rằng là không có người thứ hai đứng ở đằng sau để mà tra tiếp cái câu thứ hai. Thế nên cũng một phần nào đó để giảm cái gian lận đi. Thì cái câu thứ hai thì có thể là không đồng nhất, nghĩa là với các bạn sinh viên khác nhau mà vào thì cái câu 1, câu 2 nó sẽ không giống nhau. Thế thì chúng ta có thể thấy là nó có nhiều cái giải pháp để chúng ta giảm bớt cái phần gian lận khi mà sinh viên tham gia thi. Về thời gian làm bài thi thì đối với các cái bài thi tự luận thì chúng ta nên mở rộng, bởi vì khi mà chúng ta đã ra các cái đề với cái nội dung mở thì chúng ta cũng không ngại với cái việc là ra tăng thêm cái thời gian cho sinh viên làm bài. Chỉ cái quan trọng là chúng ta sẽ hạn chế bằng cái cách là chúng ta ra các yêu cầu, ví dụ như là các em phải làm trong giới hạn là từ 2 đến 3 trang thì chúng ta sẽ ghi ngay từ đầu. Cái thời gian làm bài và nộp bài thì có thể là tới 24 tiếng, thì cái này là tùy từng đặc thù của từng môn. Đấy. Và cái thời gian bắt đầu rồi là kết thúc thì thông thường chúng ta nên để trong giờ hành chính để tiện cho việc hỗ trợ. Nếu mà chúng ta để cái thời gian kết thúc vào 23:59 thì lúc đó nếu như mà các em ấy cứ để dồn đến lúc hết giờ mới nộp bài thì sẽ bị dồn, và có trục trặc thì cũng khó có người có thể là đủ người để mà chúng ta hỗ trợ được. Nên là chúng ta cũng lưu ý về cái việc cho thời gian bắt đầu và kết thúc. Thế và chúng ta cũng cho lệch giờ nhau với các cái nhóm, với các ca thi để tránh em bạn. Ví dụ như là ca 1 có khoảng 200 bạn sinh viên chẳng hạn,
thì bắt đầu từ 8 giờ thì K2 có thể chúng ta cho từ 9 giờ thì để đảm bảo rằng là cái thời gian bắt đầu để các em mới vào, các em mới lấy đề xuống, sau đó ngồi làm bài và sau đó bao nhiêu thời gian đấy thì cái thời gian kết thúc cũng sẽ lệch nhau, thì áp bài lên nó cũng sẽ không bị trùng nhau cùng một thời điểm. Thì đây cũng là một số cái giải pháp tình thế khi mà chúng ta phải xử lý cái công việc trong cái thời gian rất là ngắn. Về việc tổ chức thi thì chúng ta cũng chia nhóm ngẫu nhiên theo số báo danh, mỗi mã đề cho một cái nhóm. Ví dụ chúng ta có khoảng độ 600 sinh viên, khi mà kiểm tra đầy đủ các điều kiện các bạn ấy được tham dự kỳ thi, ví dụ đã hoàn thành các cái buổi học, có cái điểm chuyên cần, đã hoàn thành nghĩa vụ học phí, thì tất cả những phần đấy chúng ta sẽ lập một danh sách công bố và chia nhóm, và chia nhóm ngẫu nhiên, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, xong tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6 để đảm bảo rằng là một phòng thi không gồm nhiều bạn ở trong cùng một lớp. Tất nhiên là đây nó cũng chỉ là tương đối thôi, để tránh cái trường hợp là các bạn cũng có thể nhiều lúc là biết cùng đề với nhau thì có thể trao đổi với nhau. Tất nhiên nó cũng mang tính gọi là tương đối, không thể nào mà tuyệt đối được. Đấy là đối với các cái môn chung mà có thể tổ chức theo cái hình thức tự luận. Thế còn với cái môn ngoại ngữ, rồi thầy Bình cũng có chia sẻ thì các thầy cô thấy là với các cái kỹ năng về ngoại ngữ, ví dụ nghe nói đọc viết, thì nó cũng có những cái đặc thù, nó đòi hỏi cái việc tổ chức thi cũng như các cái công cụ, là nó phải kỹ hơn một chút. Đấy. Thì ở đây chúng tôi cũng có đưa ra một số cái giải pháp, ví dụ như là chia nhỏ cái nội dung câu hỏi, rồi nội dung cũng có tìm và cách công cụ tìm kiếm. Thế với cái phần nghe thì chúng ta sẽ có thể có phát qua Gmeet hoặc là Zoom hoặc là Team để đảm bảo số lượt nghe, và sau đó là trả lời qua các cái phần, các cái công cụ để tạo các cái bài trắc nghiệm. Thì với cái phần nghe là như vậy. Phần nói thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái dạng bài kiểm tra, dạng assignment, và trong đó nó có cho phép chúng ta tạo ra các cái khu vực ghi âm hoặc là ghi hình. Đấy. Ví dụ như dịch nói chẳng hạn thì các bạn có thể được nghe một đoạn, sau đó phải nói ngay, bấm nói ngay và ghi lại cái bài làm của mình và nộp bài. Thì cái công cụ trên Moodle nó cũng cho phép chúng ta làm cái việc này. Thế với bài đọc thì dễ rồi, bài đọc chúng ta có thể thiết kế các cái dạng quiz. Thì ở đây chỉ có cái là chúng ta phải thiết kế, tổ chức tạo ra một cái kho, cái ngân hàng câu hỏi tương đối lớn để đảm bảo rằng là mỗi một sinh viên vào thì cái đề nó sẽ là khác nhau, nên là nó không có cái sự gọi là lặp lại các cái đề thi đối với các cái sinh viên trong cùng một nhóm. Thì một số cái liên quan đến cái phần kinh nghiệm khi mà chúng ta tổ chức thi cuối kỳ với những cái hình thức cũng như cái công cụ có thể lựa chọn trên các cái hệ thống trực tuyến, thì cũng xin phép chia sẻ với các thầy cô cách ngắn gọn xúc tích như vậy. Cảm ơn thầy cô. Xin cảm ơn phần trình bày của thầy Hoàng. Cũng là một cái kinh nghiệm của một trường dạy phần nhiều các môn học ngoại ngữ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần trình bày của thầy Ngô Bá Hùng tại khoa Công nghệ Thông tin Đại học Cần Thơ. Thì chúng ta sẽ chuyển cái lĩnh vực một tí, xem trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì thầy Hùng đã có những cái kinh nghiệm thực tế trong việc tổ chức
dạy học và kiểm tra đánh giá trực tuyến như thế nào? Thầy Hùng bật micro lên gì ạ? Dạ, kính chào tất cả quý thầy cô ạ. À. Quý thầy cô nghe ạ. Alo. Dạ, nghe tốt. Dạ, nghe rõ ạ. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, thì tôi đến từ khoa công nghệ thông tin và truyền thông của trường Đại học Cần Thơ. Thì có cái may mắn là đến hôm nay thì cái Covid nó vẫn chưa tràn đến Cần Thơ. Cho nên trong cái tuần này và tuần sau thì trường cũng vẫn còn tổ chức thi kết thúc học kỳ theo hình thức là tập trung. Vậy thì thật ra thì đến thời điểm này thì trường của tôi cũng chưa có bị cái áp lực là phải tổ chức thi kết thúc học phần theo cái hình thức là trực tuyến. Cho nên trong cái bài chia sẻ hôm nay thì tôi chỉ đưa ra những cái trường hợp mà bản thân tôi cũng như là tôi quan sát các cái đồng nghiệp ở trong khoa, trong trường đã sử dụng cái kiểm tra trực tuyến như thế nào trong cái quá trình giảng dạy của mình. Thì cái phần trình bày của tôi gồm có 3 nội dung chính. Đầu tiên thì chúng tôi cũng giới thiệu những cái hệ thống mà dựa vào đó chúng tôi tổ chức các cái kỳ thi kiểm tra gọi là trực tuyến. Thì giống như cái phần trình bày của anh Đại ở cái bài đầu tiên thì chúng ta thấy bây giờ học tập trung hay học từ xa thì đều có cái kiểm tra trực tuyến. Cho nên tôi sẽ chia cái kiểm tra trực tuyến này cho 2 cái trường hợp áp dụng. Trường hợp thứ nhất là áp dụng trong cái đào tạo tập trung, và trường hợp thứ hai là kiểm tra trực tuyến trong trường hợp là kiểm tra từ xa, tức là những cái người thực hiện kiểm tra không có tập trung tại một chỗ. Thì đối với các hệ thống hỗ trợ kiểm tra trực tuyến của trường Đại học Thơ thì chúng tôi có 3 hệ thống. Hệ thống đầu tiên là cái hệ thống cũng dựa trên Moodle thôi, LMS của khoa công nghệ thông tin. Chúng tôi đã xây dựng từ năm 2003 cho đến hiện nay. Thì hệ thống này được sử dụng bởi tất cả các giảng viên của khoa công nghệ thông tin và truyền thông. Khi một cái học kỳ bắt đầu thì mỗi thầy cô sẽ được tạo một cái khóa học tương ứng với cái thời khóa biểu của mình. Mình có bao nhiêu khóa thì trên đây sẽ có bấy nhiêu cái khóa học tương ứng. Ví dụ chúng ta thấy ở đây là học kỳ 2 vừa rồi thì khoa chúng tôi có khoảng là 409 cái khóa học được tạo trên này. Và với các khóa học trên hệ thống LMS này thì các thầy cô sẽ tổ chức giảng dạy trực tuyến cũng như là cho thi giữa kỳ, cuối kỳ tùy vào cái kế hoạch giảng dạy của từng thầy cô một. Trường Đại học Cần Thơ thì trước đây cũng có những cái hệ thống đào tạo từ xa cộng với thi trực tuyến, nhưng mà từ 2019 thì trường Đại học Cần Thơ cũng dựng hẳn riêng một cái hệ thống thi trực tuyến dành cho toàn trường. Và cái hệ thống này thì khi giảng viên đăng nhập vào thì tự mình có thể tạo ra những cái khóa học mà mình mong muốn và cho các cái học sinh của mình, sinh viên của mình ghi danh vào. Lọt cái mũi đi, mũi dãi chảy tập kìa. Cái hệ thống thứ ba mà cũng nhiều thầy cô giảng viên trong trường sử dụng đó là cái Google Classroom. Thì trên đây ngoài cái chuyện là triển khai học tập trực tuyến thì nó cũng có những cái công cụ để hỗ trợ cho chúng ta kiểm tra trực tuyến rất là tiện lợi, cho nên cũng được rất nhiều thầy cô sử dụng. Thì với 3 cái công cụ này thì chúng tôi ứng dụng vào trong cái học tập trong tập trung. Thì đầu tiên thì chúng tôi gọi là học thi tập trung, có nghĩa là chúng ta sử dụng các hệ thống trực tuyến này, nhưng mà chúng ta do các em vào các phòng máy tính giống như là chúng ta thi bình thường. Thường thì để dùng cho kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra các tiến độ. Và như vậy thì cũng có giảng viên gác thi hoàn toàn giống như là cái quy chế thi truyền thống. Cho nên về mặt hình thức thì chúng tôi xem cái kiểm tra trực tuyến trong trường hợp này giống như là một hình thức của cái kiểm tra tập trung. Cho nên chúng tôi không cần phải đưa ra những cái quy chế riêng biệt cho cái kiểm tra trực tuyến tập trung này. Thì cũng như những cái thầy cô trước đã trình bày thì thường thì chúng tôi có sử dụng các cái bài thi trắc nghiệm, bởi vì đây là cái hình thức mà cho phép chúng ta đánh giá tiến trình rất là nhanh từ cái kho
đề thi sẵn có thì các thầy cô có thể tạo ra các bài kiểm tra nhanh để giúp các sinh viên có thể là tăng tốc và cũng như là định hình lại đang mình đang theo đuổi cái học phần này đến cái mức độ nào. Với cái bài thi trực tuyến trên hệ thống LSheet này thì chúng ta không cần phải photo đề thi, và đặc biệt là sẽ có điểm ngay sau khi các em nó thi xong thì chúng ta có điểm ngay và giảng viên không phải mất thời gian phải chấm bài quá. Một cái đặc điểm nữa của cái bên công nghệ thông tin là phải cho các em thi thực hành và chủ yếu là lập trình. Thì với cái hệ thống LSheet này thì chúng ta vẫn có thể tổ chức cho thi lập trình luôn cũng được. Chúng ta không cần thiết phải photo đề thi giấy, rồi không cần thiết phải có cái công đoạn là tổ chức copy bài vào đĩa USB để lưu trữ, mà chúng ta ra bài thi ngay trên cái bài thi tự luận của cái hệ thống Moodle này. Thì chúng ta ra đề trên đây và các em làm xong rồi thì các em có thể là chép và dán cái nội dung kết quả vào ở đây, hoặc là có thể là attach cái file, kèm cái file, đính kèm cái file để kết quả. Và như vậy thì kết thúc cái giờ thi thì giảng viên không cần phải thu bài mà có tất cả các bài sẵn sàng để chúng ta về chúng ta chấm sau này. Cái hình thức thứ ba là dùng cái classroom để cho các bài tập về nhà. Thì giống như các thầy cô khác cũng nói thì chúng ta có thể cho các em các bài tập, mà thông thường các bài tập đó là phải tạo ra các kết quả. Thì ở đây thì tôi cũng thường là cho các em tạo ra kết quả, nhưng mà trong đó nó phải có cái dấu ấn riêng của từng cái cá nhân. Ví dụ làm sao cái bài đó, kết quả nó tạo ra phải có tên, mã số của sinh viên, và tránh cái tình trạng là sinh viên kiểu mà relay một cái là thay đổi từ bài của bạn khác qua bạn mình. Chúng ta phải tạo ra những cái đề thi nó có cái tính chất đặc thù riêng của từng cái cá nhân một. Và với cái bài thi này thì mình cũng yêu cầu các em là phải copy một số màn ảnh, màn hình trong quá trình tiến trình thực hiện đó, chúng ta dán vào ngay chỗ cái đề kiểm tra này, và qua đó thì chúng ta có thể kiểm soát được là thực sự các em có làm hay không. Thì cũng gặp một cái trường hợp là có rất nhiều sinh viên nộp bài, thì làm sao với cái số lượng lớn như vậy chúng ta chấm chúng ta duyệt qua và feedback lại cho các em hết ấy. Thì cái thứ nhất là trong quá trình làm các em gặp khó khăn gì thì các em trao đổi ngay chúng ta rất là tiện lợi. Cái thứ hai là chúng ta cũng chỉ chọn một số mẫu thôi. Sau khi cho cái bài này rồi thì cái hôm mà học tập trung trên lớp kế tiếp đấy, thì thông thường chúng tôi chọn ra khoảng chừng 10 bài hay gì đó ngẫu nhiên, và chúng ta show lên để chúng ta cùng nhau chấm tập thể. Thì thông qua đó thì các em khác cũng rút được cái kết luận về cái bài làm của mình. Thì đó là những cái hình thức mà chúng tôi thường ứng dụng để thực hiện kiểm tra gọi là trực tuyến nhưng mà tập trung. Còn kiểm tra trực tuyến nhưng mà từ xa, tức là những cái người tham gia vào kiểm tra này họ không ở trong cái phòng, chúng ta không kiểm soát được. Thì ở đây thì ở trường chúng tôi cũng sử dụng còn hạn chế, chưa được nhiều cái loại lắm. Chủ yếu là dùng cái Aura cho các cái báo cáo về đề tài, niên luận, luận văn hay là đề cương của các cấp bậc như là đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Thì cũng thông qua các cái hệ thống hội nghị trực tuyến như là Meet, Zoom, Team hay là Skype. Thì chúng tôi sử dụng khi nào? Khi ví dụ năm vừa rồi thì nó có một khoảng thời gian là giãn cách xã hội, thì những cái báo cáo này sẽ được thực hiện từ xa với cái hội đồng cũng nghiêm ngặt theo cái quy chế của Bộ Giáo dục đã quy định. Trường hợp thứ hai là có những trường hợp là sinh viên đi thực tập ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì các em phải vừa thực tập vừa làm luận văn, là đồ án, các em không thể về Cần Thơ để báo cáo được, thì ở đây cũng linh hoạt là cho các em báo cáo từ xa. Thậm chí một số em là đi thực tập nước ngoài nhưng mà cũng bị Covid rồi không về được, nhưng mà tới thời gian phải có điểm để nộp vào hệ thống, thì cũng cho các em nó báo cáo từ xa qua các hệ thống hỗ trợ này. Những cái hình thức kiểm tra khác thì như là trắc nghiệm, tự luận, quan sát, vân vân, thì thật ra chúng ta vẫn có thể thực hiện được trực tuyến. Nhưng đối với trực tuyến và từ xa này thì mặc dù có cái nhu cầu rất lớn trong cái hệ đào tạo vừa học vừa làm, hệ đào tạo từ xa, hay là trong những cái thời gian bị giãn cách xã hội hay là sinh viên phải đi làm ở xa,
Tuy nhiên ở trường Đại học Cần Thơ hiện nay thì chúng tôi chưa có triển khai được cái hình thức kiểm tra trực tuyến từ xa cho các cái nhu cầu này, bởi một lý do là vẫn còn đang xây dựng cái mô hình cũng như là các quy chế để làm sao đảm bảo cái việc là kiểm tra trực tuyến từ xa này nó đáp ứng được các yêu cầu của các quy chế về đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục. Chẳng hạn như hồi nãy chỗ thầy Đại có trình bày đó, thì nó có một cái yêu cầu mà phải nói là cũng rất khó để có thể là chứng minh chúng ta, cái hệ thống chúng ta đạt cái điều đó, cái mà chúng tôi show lên ở đây. Thì cái phần trình bày của tôi cũng ngắn gọn vậy thôi, thì rất mong có những cái câu hỏi và thảo luận ở cái phần phía sau. Cảm ơn tất cả quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Xin hết ạ. Xin cảm ơn phần trình bày của thầy Hùng, một cái góc kinh nghiệm rất là thú vị với nhiều cái thực tiễn đa dạng hóa các cái cách kiểm tra đánh giá cho các cái môn học, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cũng một thầy người báo cáo viên cuối cùng, thầy Võ Viết Minh Nhật ở Đại học Huế, thì thầy cũng là chuyên môn về công nghệ thông tin, nhưng mà thầy có lẽ thầy sẽ trình bày những cái góc độ kinh nghiệm cụ thể hơn ở cấp độ Đại học Huế xây dựng những cái quy định, quy chế về vấn đề là đào tạo trực tuyến và trong đó có phần kiểm tra đánh giá. Xin mời thầy Võ Viết Minh Nhật. Xin chào quý thầy cô ạ. Quý thầy cô có nghe được không ạ? Được. Tôi được phân công trình bày cuối cùng và rất nhiều cái mục nó trùng với cái nội dung mà các báo cáo viên trước đó đã trình bày. Thì ở đấy thì tôi chỉ tập trung vào một cái điểm duy nhất, đó cái điểm là cái về vấn đề khi kết thúc học phần trực tuyến, tức là cái mà hiện tại rất nhiều cái đơn vị mà cụ thể ở trong chỗ Đại học Huế chúng tôi đang lúng túng. Thì nội dung trình bày thì cũng có 4 phần, nhưng mà chắc có lẽ là sẽ đi nhanh thôi, bởi vì một số phần đã trùng với những cái báo cáo viên trước đây. Thì vấn đề đặt ra ở cho đến bây giờ thì cũng như là thầy Đài cũng một số các báo cáo viên trước á, thì cho đến bây giờ thì phía bộ chủ yếu là ban hành các quy định liên quan đến cái gọi là bảo vệ luận văn luận án trực tuyến. Vừa rồi thì có cái thông tư 08 liên quan đến cái đào tạo đại học, thì thực ra thì cái đó thì chúng ta sẽ là áp dụng cho tương lai, bởi vì nó sẽ có hiệu lực từ ngày 3 tháng 5 2021. Như vậy là nếu mà chúng ta áp dụng cho cái trực tuyến bây giờ thì nó không đúng đấy, tại vì cái đó trong đó nó ghi rõ ràng là áp dụng cho những khóa tuyển sinh từ mùng 3 tháng 5 năm 2021. Như vậy là chúng ta là không phải là đối tượng được áp dụng, tuy nhiên chúng ta cũng có thể vận dụng từ đó. Nhưng mà trong đó cũng có một cái phần mà lúc này là thầy Hùng thầy mới sâu lên đấy, và trước đấy thì Đài cũng có báo cáo rồi, tức là người ta chỉ chấp nhận là công nhận 50% thôi. Vậy thì chúng ta thấy đa số các cái học phần mà hiện tại các thầy cô đang xây dựng á, thì đối với các trường á, họ quy định thông thường là tỷ lệ 30-70 hoặc là 40-60. Như vậy là có nghĩa là cái điểm thành phần chỉ chấp nhận 30 hoặc 40, và cái điểm mà thi á, là 60 hoặc 70. Vậy thì bây giờ nếu như áp dụng cái quy định của bộ đó thì chỉ công nhận 50, vậy thì còn cái 20 và 10 đó thì làm thế nào? Đấy, thì đó là một cái vấn đề nó rất nan dài. Bởi vì thực ra thì chỉ có tức là các trường bây giờ phải mạnh dạn dùng từ gọi là xẻ rào, thì khi đó ban hành tiếp một số các cái quy định tạm thời hướng dẫn để mà chấp nhận đối với cái thời kỳ Covid này, để mà chấp nhận là trên 50%, chỉ còn nếu áp theo đúng 50% thì sẽ rất khó công nhận với cái việc đó. Một cái nữa là cái vấn đề ở chỗ là vậy thì bây giờ là chọn cái hình thức thi nào thì nó sẽ đảm bảo theo cái từ ngữ của bộ là phải đảm bảo là nó khách quan, công bằng. Nhưng mà chúng ta thấy là ví dụ như là
những cái trường hợp như ví đại học Cần Thơ chẳng hạn, họ đã có chuẩn bị trước các cái hệ thống, rồi các hệ thống đó họ đã vận hành, rồi họ đã thông qua những cái kiểm tra rồi, trên những cái gọi là test rồi, cho nên người ta có thể là áp dụng một cách nó nhanh chóng hơn. Tuy nhiên là đối với những cái đơn vị mà cái các hệ thống đó vẫn đang còn trong cái giai đoạn là thử nghiệm hoặc là chưa có chẳng hạn, thì cái việc áp để cho cái kỳ thi sắp tới, bởi vì chúng ta biết là một số trường bây giờ là người ta đã bắt đầu thi rồi, một số trường là tuần sau hoặc là tuần sau nữa sẽ thi, thì không thể là đưa các cái hệ thống đó vào kịp được. Đấy, cho nên là chúng ta phải gọi là chọn rất nhiều cái giải pháp khác nhau cho cái vấn đề đó. Và một cái vấn đề lớn nữa là như thế này, tức là liên quan đến cái đội ngũ con người. Ví dụ như là đối với cái việc mà tổ chức và thí cuối kỳ là thông thường do cái phòng hoặc cái tổ khảo thí người ta phụ trách. Tuy nhiên là liệu những cái người ở đó họ có đã từng có cái kinh nghiệm hoặc họ biết hết tất cả các cái hình thức thi trực tuyến khác nhau này chưa để làm được cái điều đó. Thì tôi không biết hôm nay là quý thầy cô tham dự đó thì có những người nào là chịu trách nhiệm về cái việc này, tức là có nghĩa là xuất phát từ không khảo thí đấy. Tại vì thật ra thì bây giờ mà muốn tham mưu cho lãnh đạo ký một cái quyết định liên quan đến cái vấn đề cái hình thức mà thi trực tuyến thì nó phải xuất phát từ cái phòng và cái tổ khảo thí này. Tuy nhiên nếu những người đó mà họ không có cái kinh nghiệm thì cái vấn đề nó sẽ rất nan giải cho cái việc tổ chức thi. Và một cái mà cái yếu tố cuối cùng là nếu như mà khi chọn hình thức thi trực tuyến thì nó sẽ có cái những cái sự điều chỉnh thay đổi về hệ thống ngân hàng đề, cách các cái dạng bài thi khác nhau, và cái đó là đẩy một áp lực sang cho giáo viên, tức là bắt buộc giáo viên trong thời gian ngắn phải thay đổi các cái hình thức đó. Thì bây giờ nếu mà như vậy thì một số trường đã có sự chuẩn bị trước thì họ có ngân hàng đề. Vậy thì bây giờ vấn đề chỗ là nếu mà bây giờ chúng ta giải quyết theo kiểu tình huống bởi vì do Covid thì nó làm có kịp hay không? Đấy, thì cái đó là những cái vấn đề cái vấn đề mà gặp nán dài. Và một cái cuối cùng thì một số báo cáo viên trước đấy cũng có đề cập đến, đó là vấn đề cơ sở vật chất. Có thể là ở phía các cái đơn vị công thì có khả năng để mà tức là các trường có khả năng là chuẩn bị các cơ sở vật chất để mà thi, nhưng mà các thí sinh ở các vùng biên thì họ có đủ cơ sở vật chất để họ tham gia thi không? Đấy, ví dụ như nào về máy móc rồi về màng rồi vân vân. Đấy, thì bây giờ những cái như thế nào? Thì thật ra thì tất cả những cái đó để mà làm được á thì nó phải xuất phát từ gọi là cái ban hành quy định và hướng dẫn. Thì như thầy Đài giới thiệu thì thật ra nói để mà Đại học Huế hôm nay mà chia sẻ được cái kinh nghiệm liền á thì cũng là cũng xin lỗi với quý thầy cô là cái kinh nghiệm nó cũng chưa có nhiều đâu, bởi vì như thế này, Đại học Huế là đại học vùng cho nên ở dưới có đến 8 cái trường thành viên lần, và mỗi trường thành viên thì hoạt động nó khá độc lập, cho nên là gọi là ban hành một quy định chung để cho tất cả 8 trường thành viên đó mà thực hiện đồng thời ấy, thì nó rất khó để mà có thể là khả thi được, bởi vì ngay cả cái hệ thống mà LMS đó thì mỗi cái trường thành viên họ cũng đã sử dụng những cái hệ thống khác nhau. Đấy, cho nên là cái này là nó cũng rất nan giải, cho nên có thể thì trong thời gian tới thì Đại học Huế phải tùy theo từng cái trường hợp cụ thể mà chia sẻ kinh nghiệm cũng như là chỉ đạo để có những cái quy định hướng dẫn nó rõ hơn. Tuy nhiên hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ là những cái vấn đề mà khi ban hành quy định thì chúng ta phải tập trung vào những cái một số các cái mục. Cái thứ nhất á là bây giờ là trong này thì không có ghi, nhưng mà vấn đề chỗ là đầu tiên là chúng ta chọn cái hệ thống phần mềm. Thực ra phần mềm này đấy là phần mềm hỗ trợ này nó không phải chỉ riêng MS mà có thể những cái gọi là hệ thống nó đơn giản như là Zoom hay là Google Meet, bởi vì hiện tại đã có khá nhiều cái đơn vị trong Đại học Huế là chọn hình thức là thi vấn đáp trực tuyến.
Như vậy là thi vận đọc trực tuyến này thì họ sẽ tổ chức một cái phòng có máy tính, có camera, có đầy đủ, và chỉ việc là hẹn các em lên theo cái thứ tự mà đã chuẩn bị trước, và giáo viên sẽ là ngồi phỏng vấn trực tiếp. Cái này thì nó có một cái thuận tiện là nó đơn giản, giáo viên là sẽ chấm điểm ngay cho các em. Các bên chỗ phía phòng khảo thí thì họ cũng giám sát được cái hoạt động của giáo viên, và họ có thể sử dụng cái chức năng ghi hình để mà ghi lại cái minh chứng của cái buổi là thi vận đáp đó. Tuy nhiên là nếu như một cái lớp nó đông thì cái việc phỏng vấn này nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Và một cái vấn đề khác là cái này là nó dạng là mình vận đáp là vừa audio vừa video, cho nên là đối với những cái đường truyền không đảm bảo thì nó sẽ gặp trở ngại ngay. Đó chưa kể là trong quá trình vận hành thì nó bị ngắt điện. Thì trong chỗ cả quy định thì chúng ta cũng phải là có các cái điều khoản liên quan đến những cái này. Tức là nếu trường hợp đó xảy ra thì phải xử lý như thế nào. Đấy, thì tất cả các cái đó là đều phải xuất phát từ quy định. Nếu như giả sử như chúng ta buộc một cái hình thức khác mà bên chỗ phía một số đơn vị của Đại học Huế cũng đã sử dụng, đó là dạng bài tiểu luận hoặc là các cái bài từ luận gửi đề qua email, rồi khống chế thời gian và các em làm và gửi về theo hình thức là có thể là chụp ảnh hoặc là gửi theo cái file là email chẳng hạn, thì đó là những cái gọi là những cái hình thức đó. Nhưng mà chúng ta cũng biết là những cái đó thì nó cũng có những cái hạn chế của nó. Dĩ nhiên về mặt mà triển khai ngay thì nó được liền, thì tức là nó đơn giản. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái này cũng đẩy cái trách nhiệm về phía cho giáo viên, tức là giáo viên sẽ chấm nó vất vả hơn. Đấy, và cái vấn đề ở chỗ là cái làm sao để mà chúng ta quản lý được là cái việc gian lận sao chép, rồi ví dụ như là cái cả vấn đề về vấn đề trao đổi gửi bài vân vân, thì những cái đó thì cũng phải tính đến. Còn trường hợp mà nếu như đã chọn một cái phần mềm, thì về ưu điểm của các cái phần mềm LMS thì các cái báo cáo viên trước đã chỉ ra, tức là đã giới thiệu cho quý thầy cô rồi, thì rõ ràng quý thầy cô thấy là các cái hệ thống LMS đó nó rất tốt trong cái vấn đề là nó có sàn cái hệ thống các cái dạng đề ở trong đó, làm thế nào để xác thực người vào thi, làm thế nào để mà tránh những cái gian lận, rồi làm thế nào để mà lưu trữ các cái minh chứng để sau này trong cái hậu kiểm chẳng hạn, thì tất cả đều có. Nhưng mà quý thầy có thể rõ ràng cái đó chỉ áp dụng đối với những cái đơn vị mà họ đã triển khai hệ thống đó rồi và cái đã vận hành tốt, và các giáo viên là hầu như cũng đã quen với những cái hệ thống đó, thì cái việc triển khai nó mới thuận tiện. Và một cái vấn đề nữa thì lúc đấy thầy Hoàng thầy cũng có chia sẻ đấy, cái thật ra thì các cái hệ thống chúng ta thì khi mà chúng ta thuê, chúng ta host trên chỗ các cái mà gọi là các cái đơn vị cung cấp dịch vụ á, thì khi nào nó cũng bị cái hiện tượng là gì, tức là khi mà thí sinh vào đông thì nó hệ thống nó sẽ chậm lại ngay lập tức. Cho nên á, là mặc dù chúng ta sử dụng các cái hệ thống hỗ trợ thì nó sẽ có ưu điểm là nó quản lý gần hết mọi cái khía cạnh chúng ta, tuy nhiên cái việc thi nó sẽ bị kéo dài do cái vấn đề là chúng ta chỉ tổ chức thi theo từng đợt, thì chúng ta cũng thể là tổ chức một lần cho 1.000 cái sinh viên vào thi được, mà chúng ta chỉ tổ chức một lần vài trăm như là thầy Hoàng thầy đã có cái khuyến cáo đó. Đấy, thì đó là khi và một cái cuối cùng thì đó là cái vấn đề về cơ sở vật chất. Thì cơ sở vật chất thì như tôi nói lúc này thì cái đơn vị tổ chức, đơn vị đào tạo thì có thể là bố trí sắp xếp được, nhưng mà cái khó nhất là vẫn là bên chỗ phía sinh viên. Thêm một cái nữa mà cái này thì chia sẻ thêm thôi, để là chúng ta bên chỗ cái phía những cái người tham gia quản lý chúng ta cũng sẽ thấy là thật ra là xét về cái việc học online thì bởi vì do chúng ta rơi vào hoàn cảnh là Covid, cho nên là chúng ta tổ chức học online rồi thi online, nhưng mà thật ra thì rất nhiều sinh viên họ cũng thích hình thức này đó, và một số trường là bị áp lực nữa là nhiều sinh viên nó không thích đó, là nó không trả học phí,
Đấy, cho nên là cái này là cũng là một cái câu chuyện đau đầu của các cái đơn vị nữa. Cho nên các đơn vị thường thường mong muốn là kéo sinh viên về, bắt nó nộp học phí, rồi khi đó mà cho nó thi chẳng hạn. Tức là một số các trường hợp mà xảy ra ở Đại học Huế, một số trường thành viên Đại học Huế đấy. Thì bây giờ nếu mà online thì bây giờ nó không nộp học phí thì sao? Đấy, thì dĩ nhiên chúng ta cũng theo kiểu là nộp phí thì không công nhận điểm hay không vân vân đó. Thì những cái đó là những cái thêm để chúng ta thấy là có thể đã bên chỗ phí giáo viên chúng ta chủ yếu là chúng ta chỉ là đi dài rồi ra đề thi chấm thi vân vân, nhưng mà bên phía các cái quản lý thì họ phải xử lý thêm những cái vấn đề nó ngoài nữa, và cái đó nó ảnh hưởng đến cái vấn đề là cái khi mà áp dụng các cái phương pháp online này vào. Thì đó là một số các cái thông tin chia sẻ thêm với là quý thầy cô. Còn những cái phần khác thì đã có các cái báo cáo của viên trước đây đã có chia sẻ rồi, và cũng không muốn mất thời gian của quý thầy cô thêm nữa. Tôi cũng xin dừng cái bài nói của tôi ở đây. Xin cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn thầy Nhật cũng đã trình bày một cái góc nhìn bổ trợ thêm cho các cái bài thuyết trình trước. Và như vậy chúng ta đã gần lố tới một tiếng đồng hồ so với thời gian thiết kế ban đầu của sự kiện, và cho nên tôi thấy là vẫn còn tới hơn 360 thầy cô đang còn ở đây. Rất cảm ơn sự kiên nhẫn, quan tâm và ủng hộ của quý thầy cô. Có lẽ là bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ hỏi đáp. Thì như tôi đã nói là thời gian chúng ta đã lố rất nhiều so với lại cái lịch chương trình thiết kế, nhưng các diễn giả còn có mặt ở đây thì vẫn luôn sẵn sàng để nghe quý thầy cô là hỏi trực tiếp những cái vấn đề chúng ta quan tâm, để chúng ta có thể là thảo luận sâu hơn các cái nội dung được trình bày. Tôi đề nghị do chúng ta cũng tương đối đông, cho nên thầy cô nào mà muốn phát biểu đó, chúng ta có thể là chủ động chúng ta bật mic, thì ai bật lên trước thì chúng ta sẽ có quyền nói, và các thầy cô khác chúng ta tắt mic để chúng ta nghe được không ạ? Hoặc chúng ta có cái công cụ là giơ tay, quý thầy cô cũng có thể là bấm vào để báo hiệu là mình muốn đăng ký nói. Chào anh Đại và các thầy cô ạ. Dạ. Cô bật camera lên được không ạ? Dạ chắc là cho xin phép nghe tiếng thôi ạ. Dạ rồi. Dạ. Em thì có hai câu hỏi. Một câu thì liên quan đến cái việc mà đánh giá cuối kỳ, và một câu thì liên quan đến cái bài thuyết trình của anh Đại vừa nãy. Cái câu mà liên quan đến cái đánh giá cuối kỳ á, thì tại vì những cái môn mà em dạy á, chủ yếu là cho sinh viên thuyết trình, và cái cột điểm thuyết trình cuối kỳ đó nó rơi vào cái khoảng từ 30-40% điểm. Thì từ hồi nãy giờ em chưa có nghe một cái gợi ý hoặc là một cái chia sẻ gì về cái chuyện mà sinh viên sẽ kiểm tra cuối kỳ bằng hình thức thuyết trình đó hết. Thì không biết là từ phía của ba báo cáo viên cũng như là các thầy cô ở đây thì có cái kinh nghiệm gì để mình có thể giống như là mình sẽ thể tối đa hóa cái hiệu quả của cái hình thức thuyết trình này á. Thì em cũng rất là mong được nghe thêm các cái ý kiến của các thầy cô. Còn cái câu hỏi thứ hai là liên quan đến cái phần trình bày của anh Đại vừa nãy á, là có đề cập đến cái việc vận dụng thang đo Bloom. Thì về cái cột ngang là 6 cái nốt thang đó thì em biết rồi, nhưng về cái cột dọc á, thì một xíu nó có thể phiền anh Đại chiếu là cái slide đó, thì do là không có đánh số cho nên là em không có biết được. Thì cái cột dọc em vẫn chưa hiểu lắm về các cái cấp độ kiến thức, tức là cái em nhớ không nhầm là cái cấp độ kiến thức cao nhất là siêu hình đó. Vậy thì với những cái thang đo đó thì mình dựa trên cái lý thuyết như thế nào, và khi mà mình thực hành vào các cái sơ đồ đánh giá của mình thì mình sẽ làm sao? Cái đó là hai câu hỏi của em. Cảm ơn quý thầy. Dạ, cảm ơn cô My. Chúng ta thấy tôi chiếu lại cái màn hình để chúng ta thấy cái slide. Rồi tôi xin trả lời trước về cái thang đo Bloom. Thì ở đây là các cái loại kiến thức, không phải là cấp độ kiến thức. Ở đây là thể loại kiến thức. Những cái này nó không có nhất thiết là nó thể hiện cấp độ. Ví dụ kiến thức sự việc, tức là đa phần là nó sẽ đòi hỏi những cái cấp độ
những cái hoạt động nhận thức đơn giản, chúng ta biết có cái sự việc đó, những cái loại kiến thức nào thể hiện một cái sự việc nào đó có diễn ra hay không, đúng không? Các kiến thức tức là kiến thức sự việc đây thì nó sẽ dựa vào giác quan là chúng ta quan sát, chúng ta thấy được cái sự việc đó, tai chúng ta nghe được cái sự kiện đó, cái âm thanh đó, đúng không? Còn các cái kiến thức khái niệm thì nó không dựa vào các cái giác quan trực tiếp, mà nó sẽ đòi hỏi chúng ta có những cái tư duy trừu tượng, đúng không? Như vậy trong các môn học đương nhiên là chúng ta sẽ luôn có những cái kiến thức mang tính chất là hướng dẫn cho sinh viên quan sát, đúng không? Thì tất cả những thông tin tiếp nhận được thông qua cái kênh quan sát bằng mắt, bằng tai, vân vân, thậm chí là bằng cảm xúc, cảm giác, bằng tay sờ mó, vân vân, thì tất cả những cái kiến thức đó nó mang tính chất kiến thức sự việc. Nhưng mà ráp tất cả những cái loại kiến thức đó lại với nhau, hình thành nên một cái khái niệm mà không thể là nhìn bằng mắt, sờ bằng tay, nghe bằng tai, mà phải dùng cái tư duy trừu tượng bằng não, thì như vậy nó là cái loại kiến thức khái niệm. Còn kiến thức quy trình thì nó sẽ thể hiện những cái kiến thức mà có cái tính chất là trình tự, cái chuỗi trật tự, đi theo cái trình tự nào đó. Và kiến thức siêu nhận thức ở đây là một cái mà nói chung là vô hình vô ảnh, và cái này đấy nó không phải là cái mà chúng ta có thể là đo lường được một cách cụ thể bằng những cái con số định lượng. Thì cái này trong trường học về giáo dục ở bên châu Âu, bên phương Tây mà tôi có đọc, tôi có được học trực tiếp, thì người ta nói rất nhiều về cái chữ là metacognitive. Cái đó thì trong giáo dục Việt Nam chúng ta ít nhắc tới. Trong các cái mô tả môn học truyền thống chúng ta vẫn thường dùng cái ví dụ các mục tiêu về chúng ta phân ra là mục tiêu kiến thức, mục tiêu kỹ năng, mục tiêu thái độ. Cái mục tiêu thái độ nó thì một phần nào đó là cái kiến thức siêu nhận thức, nhưng thực ra nó rất, chúng ta nói thái độ chúng ta rất là khó đo lường. Ở đây siêu nhận thức tức là chúng ta, một cái người học có một cái tinh thần là thực hiện cái hoạt động học tập và tự mình đánh giá xem cái hoạt động học tập đó có tốt hay không và có biết cách cải thiện hay không. Thì như vậy cái đó là cái mà trong giáo dục Việt Nam chúng ta thường còn tương đối ít, tôi quan sát thấy là cũng là ít đề cập cái chuyện đó. Ví dụ bên Tây họ sẽ có một cái loại công cụ học tập, đó là một cái quyển sổ nhật ký này, họ cho sinh viên, học sinh học môn nào đó thì ghi nhật ký hàng ngày, mỗi một ngày học cái môn đó ghi lại cái sự việc, ghi lại cái cảm xúc của họ sau một cái tiến trình học tập vài tuần lễ hoặc là vài tháng hoặc thậm chí hết một học kỳ, thậm chí hết một năm, thì người học sẽ đọc lại tất cả những gì mình ghi chép trong cái nhật ký đó, học tập đó, và họ sẽ nhìn nhận lại và họ sẽ thấy rằng mình có một cái bước chuyển, và họ sẽ thấy được rằng là lúc nào mình đã làm tốt, lúc nào mình làm chưa tốt. Và như vậy nó sẽ giúp cho họ có một cái tư duy phản biện về chính bản thân mình. Chúng ta hay nói là phản tư, self-reflective. Chúng ta phải tự đánh giá chính bản thân mình, cái việc đó mình làm tốt chưa, mình có cải thiện được hay không. Thì nếu mà chúng ta muốn là sinh viên học tập một cách chủ động, một cách tích cực, một cách có ý thức, thì chúng ta cần phải rèn luyện cho họ từng bước một là cái kiến thức siêu nhận thức này. Đấy. Thì một khái quát nó là như vậy. Và như vậy thì nó ở đây nó không mang tính chất là phân cấp cũng như là cái thang đo 6 bậc. Thực ra là người ta chỉ ước lệ là nó có cái tháp, và chúng ta sẽ có cái cảm tưởng rằng là phải có cái này mới có cái kia. Nhưng trong thực tế thì Bloom thì các cái tài liệu mà ông công bố, cái này, ông chưa bao giờ vẽ nó ra những dạng tháp. Ông chỉ mô tả. Và mỗi một cái cấp độ như vậy nó sẽ đòi hỏi những cái tư duy nhận thức khác nhau, những cái thao tác tư duy trừu tượng nó càng ngày càng cao hơn. Và như vậy cái điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ làm sao là trong khi chúng ta dạy một môn bất kỳ, chúng ta phải biết là sinh viên cần biết kiến thức gì, họ cần có cái kỹ năng tư duy gì, và từ cái kiến thức và cái kỹ năng tư duy nó mới hình thành nên cái chúng ta hay gọi là thái độ. Nhưng mà thái độ ở đây nó không mơ hồ theo kiểu là nó phải là một cái vấn đề mang tính chất đạo đức, mà ở đây là một cái thái độ đối với chính cái quá trình học tập của mình. Còn cái chuyện ví dụ thái độ về đạo đức, về ứng xử này kia, nó một cái câu chuyện khác, chúng ta không có thể đo lường được trong giáo dục. Đấy.
Thì cái ý tưởng chung của cái sơ đồ này là như vậy. Với cái phần thi thuyết trình thì thực ra tôi muốn đặt ngược câu hỏi lại. Như vậy trong khi cô dạy tập trung thì cô tổ chức thi thuyết trình như thế nào? Tại vì cái rất quan trọng khi mà chúng ta chọn cái cách đánh giá trực tuyến, chúng ta hay nghĩ trước tiên về cái công cụ, chúng ta phải dùng công cụ này hay công cụ kia. Nhưng mà chúng ta quên mất là chúng ta phải đặt lại câu hỏi là bình thường chúng ta làm như thế nào. Và với những cái cách chúng ta làm đó, chúng ta mới xem được là cái công cụ mà chúng ta định dùng đó, nó cho phép chúng ta giải quyết được cái việc gì, cái hoạt động nào, cái bước nào trong cái quy trình chúng ta làm. Và có những cái bước mà chúng ta thường làm, công cụ đó không cho phép chúng ta làm tốt, thì chúng ta phải lựa chọn công cụ khác. Chứ chúng ta đừng cố gắng chúng ta nói là cái công cụ đó chúng ta nhét tất cả vào, bởi vì sẽ có những cái điểm nó không đọc. Thế nên là tôi muốn đặt một câu hỏi là như vậy khi bình thường cô thi thuyết trình thì cô tổ chức như thế nào? Và trên cái cơ sở đó chúng ta nói là nếu như chúng ta chuyển qua là tổ chức thi trực tuyến, chúng ta sẽ có những cái cách làm sao cho nó thích hợp hơn. Như vậy thì cô có thể giải thích sơ là bình thường cô dạy môn thi thuyết trình, rồi cô có thể nói là môn gì, và khi cho thi thuyết trình 50% đó, 30-40% thì cô cho thi như thế nào? Dạ, cảm ơn anh Đại. Chắc là em bắt đầu từ cái chuyện là cái môn mà sinh viên học, ví dụ như là môn phương pháp học đại học, thì nó sẽ xuất phát từ những cái nội dung mà các bạn được học trong môn đó. Em ví dụ, các bạn học về tra cứu thông tin, các bạn học về viết luận, các bạn học về làm việc nhóm, các bạn học về thuyết trình. Vậy thì cái bài thuyết trình cuối kỳ á, là một cái phương tiện, một cái cơ hội để cho các bạn có thể kết hợp và ứng dụng những cái điều mà các bạn đã được học. Vậy thì khi mà thuyết trình trực tiếp á, sẽ có cái đánh giá từ phía giảng viên. Trong cùng một cái form đó thì cũng sẽ nhận được đánh giá từ các cái bạn còn lại trong lớp. Tức là có hai cái luồng đánh giá góp ý song song. Sở dĩ mà em hỏi về cái chuyện là mình chuyển sang online á, thì cái kinh nghiệm của các cái thầy cô để mà làm tối đa hóa cái hiệu quả của cái phương pháp này á, là tại vì như mọi người cũng biết, khi mà mình thuyết trình trực tiếp thì mình sẽ thấy được cái ngôn ngữ cơ thể, cái cách thể hiện, rồi cái cách tương tác của các cái thành viên trong cái nhóm đó. Nhưng mà khi mà thuyết trình trực tuyến thì gần như là đến cái phần thuyết trình của bạn nào thì bạn đó mới mở cái camera lên, rồi có cái sự tương tác cũng trên những cái ô chat thôi, thì về cái tổng thể á, mình không có nhìn được giống như là thuyết trình trực tiếp ở trên lớp. Cảm ơn cô My. Tôi hình dung rồi. Tôi có chuẩn bị một cái ví dụ mà lúc nãy kết thúc bài trình bày tôi có nhắc qua. Nó đúng ngay cái vấn đề mà cô đang muốn đặt ra. Thì tôi chiếu ví dụ đây. Đây cái môn là môn phương pháp nghiên cứu khoa học. Nó cũng gần gần môn phương pháp học đại học. Vấn đề là bây giờ cô cho ví dụ cái bài luận cuối cùng là 30-40%. Tôi nghĩ điều đầu tiên là tại sao chúng ta xác định thang điểm 30-40% và chúng ta chấm thông qua cái việc là cho các bạn thuyết trình. Các bạn thuyết trình một cái bài nào đó về một cái vấn đề trong môn học nó, và chúng ta chỉ chấm ở cái thời điểm cuối cùng đó thông qua cái việc các bạn trình bày trong vòng 50 phút, 15 phút, thì nó đánh giá được hết hay không? Cái tiêu chí chúng ta đánh giá là gì? Chúng ta cho giáo viên chấm điểm và chúng ta cho sinh viên đánh giá lẫn nhau. Sinh viên đã có được học, được rèn luyện, đã có đủ tất cả những khả năng cần thiết để đánh giá bài của bạn mình một cách độc lập, khách quan hay chưa? Thang điểm của cho sinh viên đánh giá bạn mình là gì? Đấy. Thì như vậy tất cả những câu hỏi đó chúng ta cần đặt ra. Thì như vậy trước khi chúng ta nói đến vấn đề công cụ thì thực ra là chúng ta nên quay lại cái chuyện là bình thường chúng ta làm như thế nào. Như vậy thì tôi lấy giả định đây là một cái môn học mà tôi có dạy trong thực tế và tôi thiết kế. Thì như vậy thậm chí bài cuối kỳ tôi thiết kế tới 50%. Và nó là một bài tiểu luận. Nhưng mà cái phần các bạn thuyết trình để trình bày kết quả đó, tôi chỉ cho như vậy là 10 điểm trên 50 điểm. Có nghĩa là thang điểm 100 toàn bộ môn học từ đầu tới cuối, thì cái phần các bạn thuyết trình chỉ có 10%. Bởi vì tôi phải đánh giá nhiều yếu tố khác trong suốt cái quá trình.
Vì có thể có những bạn có những cái phương pháp học rất, rất tốt, nhưng ở cái thời điểm mà họ thuyết trình có vấn đề gì đó mà chúng ta là đặt cược hết vào cái buổi thuyết trình đó, thì các bạn sẽ không đánh giá hoàn toàn chính xác. Và nó chỉ lúc đó các bạn thấy là chỉ một cái thời điểm kiểm tra cuối cùng, 30-40% cái trọng số rất lớn, nó sẽ tạo một cái áp lực tâm lý. Và chúng ta thường vẫn có cái tình trạng là no dồn đối góp, chờ tới cái lúc cuối, toàn bộ quá trình không học, chờ tới lúc cuối mới học, thì như vậy nó sẽ không hiệu quả. Và chúng ta giải quyết thêm cái câu chuyện là nếu như mà dịch bệnh đột ngột diễn ra như thế, chúng ta không có được cái 30-40% số điểm, chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Thì đó là một cái ví dụ. Mà trong cái môn học của tôi, ví dụ ở đây, tôi dạy môn thiết kế, môn phương pháp nghiên cứu khoa học, thực ra tôi thiết kế một cái thang điểm tương đối là chi tiết. Nhìn vào thì vì các thầy cô sẽ thấy là rất là công phu, nhưng trong thực tế thì tôi dạy cái môn học mà tôi thiết kế dùng cái thang điểm kiểu như thế này trên Moodle, thì tôi rất khỏe. Tại vì là Moodle nó thu thập gần như thu thập đầy đủ cái dữ liệu cho tôi không quan tâm đến chuyện là minh chứng như thế nào. Tôi có đầy đủ, tôi chỉ cần bấm nút xuất dữ liệu ra là tôi có đủ điểm với sinh viên. Vấn đề là tôi phải thiết kế cái thang điểm ngay từ đầu và thỏa thuận với sinh viên ngay từ đầu. Như vậy á, các bạn sinh viên là sẽ biết rằng là các bạn sẽ chỉ cần chuyên cần các bạn có 20% điểm. Và tôi yêu cầu các bạn là các bạn chỉ cần truy cập đều đặn hệ thống cái môn học trực tuyến trên hệ thống Moodle, các bạn sẽ có 10 điểm. Chúc các bạn chưa làm gì hết, các bạn chỉ cần là truy cập tất cả những gì tôi dạy trên lớp, tôi cung cấp hết trên mạng. Thì ngay cả khi tôi dạy tại trường đại học và trường hoàn toàn không bắt buộc tôi dạy trực tuyến, tôi vẫn cứ dạy trực tuyến. Và như vậy tôi cho sinh viên là bạn nào học trên lớp, lỡ các bạn vắng mặt, chúng ta có cái quy định là điểm danh và vắng mặt quá 20% là không được thi. Thì cái quy định đó là đương nhiên là phải theo, thì tôi lại mở cho các bạn là bạn nào lỡ xui vắng mặt ở trên lớp, các bạn có đủ thời lượng ở trên mạng thì tôi sẽ bù cho. Thì như vậy các bạn có thể vắng một buổi trên lớp, điểm trên mạng tôi sẽ bù lại cho các bạn và điểm chuyên cần các bạn có đủ. Và tôi có công cụ, nó đo luôn là mỗi một sinh viên vào trong khóa học trên đó làm việc bao nhiêu lâu, truy cập một tuần bao nhiêu lần, tổng thời lượng các bạn làm việc trên đó bao lâu. Tôi chỉ cần xác định môn học của tôi và tôi xác định cái thời gian quy ước và các bạn cứ theo các bạn làm. Thì như vậy các bạn sẽ thấy rằng là miễn mình truy cập đều đặn là mình có một điểm. Nhưng mà nó tạo cho các bạn một cái động lực, và các bạn cũng sẽ có cơ hội là các bạn bù những lúc nào mà các bạn vắng mặt. Nhưng quan trọng hơn cho các bạn phải hình thành ý thức là mình phải làm việc đều đặn chuyên cần ở trên hệ thống. Học tập nghiêm túc là một cái yếu tố thứ hai trong cái điểm chuyên cần. Thì như vậy tôi sẽ yêu cầu các bạn là các bài tập tự đánh giá các bạn phải làm, và tôi thiết kế cái bài tập và tiến trình quiz như dạng hot potatoes tôi đưa. Các bạn làm bao nhiêu lần cũng được, điểm số lưu trong hệ thống, và tôi chỉ cần vào đó là tôi sẽ biết rằng là bạn nào có làm bài hay không có làm bài. Và hệ thống nó cho phép chúng ta thiết lập luôn là không làm đủ cái bài này không qua được cái đoạn sau. Và tôi tổ chức cái diễn đàn thảo luận, tôi yêu cầu các bạn phải viết tối thiểu bao nhiêu bài trên diễn đàn, và yêu cầu là bài viết phải nghiêm túc. Tại vì có cái tình trạng là sinh viên nói là viết vớ va vớ vẩn, đúng không ạ? Thì khi viết vớ va vớ vẩn thì tôi sẽ có cách để tôi biết là báo hiệu cho bài này là vi phạm, trừ điểm. Và tôi chỉ cần bấm những cái nút như vậy, và sau đó hệ thống tự động nó thu thập hết những cái dữ liệu liên quan. Và như vậy tôi theo dõi thường xuyên cái quá trình tương tác với sinh viên, và như vậy nó sẽ góp phần hình thành cái thái độ học tập nghiêm túc. Như vậy chúng ta thấy rằng là sinh viên làm được tất cả những việc này, họ có 20%. Như vậy họ không cần quan tâm là bài thi như thế nào, họ đáp ứng tất cả yêu cầu này, họ đã có được 2 điểm trên 10. Đấy. Thì trên cơ sở đó thì tôi mới yêu cầu là cái số lượng truy cập và cái tinh thần làm việc nó đạt yêu cầu, thì tôi sẽ có một cái phần là điểm giữa kỳ 30%. Bữa nay từ vì các hoạt động học tập cá nhân nó không đủ trong học tập trực tuyến, và trên lớp ví dụ tôi dạy những cái lớp 100-200 sinh viên cái môn như thế này, thì tôi muốn thể tương tác trực tiếp được với từng bạn. Thì như vậy tôi chỉ có cách là tôi tổ chức làm việc nhóm, và như vậy tôi phân công các bạn là làm việc nhóm và cho các bạn thiết kế một cái đề cương nghiên cứu khoa học thông qua cái việc là biểu diễn nó dưới dạng sơ đồ tư duy. Tôi cung cấp cho các bạn tài liệu về sơ đồ tư duy như thế nào, các công cụ phần mềm như thế nào, tôi hướng dẫn và tôi giao nhiệm vụ cho các bạn làm việc nhóm. Và sau một thời gian bao nhiêu các bạn phải nộp các bài tập nhóm trên hệ thống,
và tôi chỉ việc chấm cái điểm bài nhóm trên hệ thống. Thì trên cơ sở cái bài tập nhóm thì các bạn tôi lại có yêu cầu là về cái quá trình làm việc. Như vậy thì với 30% này, đúng không ạ? Thì tôi cho các bạn là các bạn phải biết làm việc phối hợp tốt với nhau thì các bạn sẽ có được 20 điểm trên 30. Và tôi chấm điểm sản phẩm chỉ có 10. Bởi vì các bạn không làm việc tốt các yêu cầu này thì các bạn sẽ không có sản phẩm. Và như vậy riêng với hai cái cột điểm tôi có 50%. Và lúc đó cái phần tiểu luận thì tôi sẽ có những yêu cầu bài tiểu luận, bài viết như thế nào, bài nói trình bày như thế nào. Và trong trường hợp như tôi dạy tới cuối kỳ rồi mà có dịch bệnh xảy ra thì nó rất dễ. Tôi đã có 50% minh chứng là điểm tổng kết, điểm thường kỳ rồi. Thì như vậy chỉ còn có cái điểm cuối kỳ ở đây là tôi chuyển cái bài này, thay vì các bạn là phải thuyết trình từ xa thì các bạn nộp bài viết vân vân, hoặc thậm chí là bắt buộc phải chấm điểm thuyết trình thì cái áp lực nó cũng không còn cao. Và như vậy thì tôi sẽ có được cái cách để chúng tôi xử lý được cái phần là cái bài tổng kết này. Thì như vậy á, là tôi nghĩ là nó cũng sẽ tương tự như cái môn cô. Thì thực ra là nếu như trong toàn bộ quá trình sinh viên học từ đầu tới cuối môn học mà chúng ta không chú ý cái phần là thang điểm, đánh giá thường kỳ để các bạn là làm việc nghiêm túc, làm việc đều đặn thường xuyên, và tất cả những kết quả nó tiến bộ dần dần đều được ghi nhận và được tính thành kết quả tổng kết, thì cuối cùng là cái áp lực để mà phải làm mọi cách để có được cái sản phẩm cuối cùng cho nó tốt, nó sẽ nặng hơn. Và nó sẽ dễ dẫn tới cái chuyện nhất là cái vấn đề là khi làm các cái bài tiểu luận kiểu này rất dễ xảy ra cái tình trạng sao chép. Thì cái cách chúng ta đặt ra cái thang điểm nó mang đến nhất là sinh viên sẽ thấy được những cái thỏa thuận, những cái quy ước, những cái yêu cầu là chúng ta làm, các bạn học vì cái gì, và có những yêu cầu nào các bạn làm tốt các bạn sẽ được điểm. Thì thông qua cái chuyện đó các bạn không chỉ có được cái phần điểm đó mà các bạn cũng hình dung là vì mình phải có thái độ học tập tốt đối với bản thân mình, vì mình có thái độ học tập tốt đối với là hoạt động nhóm thì mình được điểm. Nó sẽ rèn luyện cho các bạn cái tư duy siêu nhận thức. Thì như vậy cái siêu nhận thức là cái chúng ta không đo lường được, mà nó sẽ thể hiện cái cách chúng ta sâu chuỗi các tiêu chí đánh giá, chúng ta kết hợp các hoạt động học tập như thế nào, và cái cách chúng ta công nhận kết quả sau cùng như thế nào. Thì đó là vài ý mà tôi muốn chia sẻ để làm rõ thêm cái câu hỏi của cô. Có thể là mời các thầy cô khác, chúng ta sẽ có những cái phần trao đổi chia sẻ thêm. Dạ, cô không biết là cô My như vậy có trao đổi lại thêm về những nội dung tôi đã chia sẻ không ạ? Rất là cảm ơn Đại, tại vì trước đó thì em cũng có xem qua mà xem trúng ngay cái phần mà anh mô tả về cái môn học đó luôn. Thì khi mà anh giải thích thêm thì thấy là có rất nhiều những cái nét tương đồng về cái cách mà đánh giá theo quá trình học của sinh viên á. Nhưng mà nó chỉ khác một chút xíu, đó là ở cái chỗ anh không có đặt quá nặng về cái kỹ thuật trình bày. Và nó chiếm 10 điểm trong 50% đó. Ok, cảm ơn anh. Xin lỗi, các thầy cô, Châu có thể chia sẻ tí xíu về cái phần câu hỏi của cô My được không ạ? Dạ, mời cô Châu. Cái phần của cô My là cô đang gặp khó khăn liên quan đến cái chuyện là mình chấm, mình sẽ có những cái phần chấm liên quan đến cái kỹ năng trình bày của các bạn sinh viên. Nên thật ra nếu mà thể hiện qua cái phần mà trình bày trực tuyến á, thì những cái phần chấm liên quan đến cái phần tương tác về hình thể và mắt hay là về tai hay là điệu bộ của các bạn khi mà các bạn trình bày á, thì mình sẽ không có thể chấm được. Nên thật ra nếu mà trong trường hợp đó thì cô có thể lấy cái phần mà tương tác mà dạng trực tiếp của mình, thì mình sẽ chuyển qua cái thành những cái kỹ năng tương tác mà trực tuyến của các bạn sinh viên. Cái hạn như liên quan đến cái cách mà các bạn trả lời câu hỏi hoặc các bạn sẽ đặt câu hỏi, thì mình sẽ chấm được cái phần đó, thể hiện một phần ở trong cái kỹ năng trình bày. Tất nhiên là sẽ không nắm bắt hết được tất cả những cái kỹ năng tương tác trong cái quá trình trình bày thuyết trình của các bạn khi trình bày trực tiếp mà so với trong trực tuyến đâu. Thế nhưng mà một phần nào đó có thể giải quyết được cái trường hợp của cô. Rồi sau đó thì mình sẽ có cái sự đầu tư và có những cái thang chấm điểm nó chi tiết hơn về sau. Chứ còn nếu mà trong trường hợp một cái thời gian chẳng hạn như mình vừa bị cái dịch Covid và mình phải chuyển qua đánh giá trực tuyến liền thì nó hơi khó khăn. Thì một
một trong những cái giải pháp mà mình có thể làm như vậy. À, xin cảm ơn các thầy cô. Dạ em cảm ơn cô Châu nhiều. À, thầy Đại ơi, tôi xin có câu hỏi. Dạ, dạ mời cô ạ. À, kính thưa quý thầy cô, thì trước tiên rất là cảm ơn chương trình đã cho tụi tôi tham dự cái buổi học hôm nay rất là hữu ích. À, xin hỏi một cái ý nhỏ đó là tôi thì ở Đại học Cần Thơ ở khoa ngoại ngữ. Thì trong khoảng 3-4 hôm nữa đó, thì để phòng chống Covid cho nên là bộ môn cũng đang định là sẽ báo cáo luận văn khoảng 14 em là online qua Zoom. Thì cái thang điểm chấm thì chắc là phải là sẽ là 10 điểm rồi đó. Thì bọn báo cáo luận văn mà, thành ra cũng mấy hôm nay thì không có biết là có cái thông tư yêu cầu là phải 50%. Thành ra không biết nếu như mà mình áp dụng cái này cho mấy em báo cáo online để mà khắc phục cái tình trạng tức thời này là do Covid á, thì nó có bị sai quy chế gì hay không? À, xin thầy Đại chia sẻ giùm cái. Dạ, cảm ơn cô. Câu hỏi là có đúng hay sai quy chế chắc là em không thể trả lời. Em chỉ có thể nói là hiện nay các sinh viên các khóa cũ đó thì vẫn phải theo thông tư 25, quyết định 25 và quyết định 43, có nghĩa rằng là điểm cuối kỳ là không dưới 50% và không được kiểm tra trực tuyến. Nhưng công văn số 707 đã cho phép là tổ chức bảo vệ luận văn cuối kỳ trực tuyến. Đấy, cho phép bảo vệ luận văn cuối kỳ trực tuyến, nhưng không nói gì tới cái trọng số. Không nói trọng số. Cho nên bây giờ là vấn đề là ở khoa sẽ phải quyết định là ra một cái quy chế đặc biệt cho cái gì thế này, thì cái trọng số như thế nào và dựa trên những cái căn cứ nào. Thì mình cũng hoàn toàn mình có thể là dựa vào cái quy định của thông tư 08 là chưa áp dụng cho các khóa cũ, nhưng trong bối cảnh đặc biệt này chúng ta buộc phải áp dụng là cho nó ví dụ là vượt quá 50%. Vân vân. Thì cái đó có nghĩa có lẽ là chúng ta phải linh hoạt vận dụng và chúng ta phải chấp nhận mạo hiểm. Dạ, rồi, cảm ơn thầy Đại. Dạ, thì đây cho xin hỏi một câu ạ. Dạ, mời cô Vân. Dạ, giơ tay nãy giờ nhưng mà giờ phải xin cướp luôn diễn đàn. Dạ, chào thầy Đại và các thầy cô. Thì mình là bên Đại học Văn Lang. Thì trước tiên thì xin cảm ơn thầy Đại và các báo cáo viên đã có một cái buổi trình bày rất hữu ích và nó cũng mang tính thông tin rất là thời sự về cái phương pháp về đánh giá trực tuyến. Thì tiếp theo cái câu hỏi của mà cô My á, thì chắc nhờ thầy Đại quay về cái slide đó, vì mình thật ra với đánh giá trực tuyến thì mình không có thắc mắc gì hết, nhưng mình thắc mắc ngay chỗ cái slide của thầy Đại thôi. Cái slide nãy cô My hỏi á, cái slide thứ ba về các tháp năng lực nhận thức Bloom phiên bản cải tiến á, đúng không? Dạ, ok. Trước cái slide này thì thầy Đại có một cái slide nó là vai trò của mục tiêu học tập. Thì thực sự ra thì mình cái ý kiến của mình thôi, mình nghĩ cái ý kiến phản biện của mình thôi, thì thực sự ra cái mục tiêu học tập nó không phải nó là một cái xuất phát điểm để mình thiết lập. Vì từ cái mục tiêu học tập, thực sự ra từ mục tiêu nó rất là chung, từ mục tiêu thì mình mới thiết lập lên cái chuẩn đầu ra của môn học hay là học phần. Thì bám từ cái chuẩn đầu ra của học phần đó thì mới thiết lập các phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy học tập và phương pháp kiểm tra đánh giá để đáp ứng cái chuẩn đầu ra của học phần. Do đó mình nghĩ cái chỗ này thì nó sẽ xuất phát từ chuẩn đầu ra của học phần thì nó sẽ đúng hơn là từ cái mục tiêu học tập. Tiếp theo á, thì mình cái slide tiếp theo á, thì là và là cái tháp năng lực Bloom á, chỗ phương diện kiến thức. Thì theo ý kiến của mình á, thì mình nghĩ á, ở trên này thì mình nghĩ chắc là nó có cái ma trận nữa. Ví dụ như chẳng hạn như là với kiến thức sự việc thì thường là tôi sẽ đánh giá ở các mức gì đó. Dạ đúng rồi, thì nó phải có cái ma trận gì nữa. Thì nhưng mà riêng cái phần mà kiến thức siêu nhận thức á, thì mình cũng có một cái thắc mắc giống như cô My á. Thì thực sự ra mình cũng nghĩ cái siêu nhận, mình chưa có cái ví dụ và mình chưa có áp dụng cái này trong bất kỳ một cái học phần nào để mình đánh giá. Hiện tại thì mình thấy cũng đang để trống nên mình cũng đang rất là thắc mắc cái chỗ này. Thì theo mình thì cái chỗ mà siêu nhận thức thì nó thuộc về cái chuẩn đầu ra về thái độ hơn là cái chuẩn đầu ra về kiến thức.
Vì ví dụ như về suy nhận thức thì thường nó sẽ chẳng hạn như là hình thành một cái thói quen suy gẫm về những cái nhận xét hay là phản hồi về cái kết quả làm việc của bản thân. Thì thường nó thông qua những cái dạng bài, chẳng hạn như là bài project thì đương nhiên là nó chắc chắn rồi, những cái đồ án, những cái viết cái tiểu luận thì nó có rồi. Còn với những chẳng hạn như ở mức kiến thức mà nhớ hay là hiểu thì chắc chắn thì nó sẽ chưa đạt được cái mức nó mà đạt được cái siêu nhận thức. Và mình nghĩ một lần nữa thì mình chia sẻ theo ý cái suy nghĩ của mình thôi, thì cái kiến thức suy nhận thức thì nó nghiêng về cái thái độ hơn là cái kiến thức. Với mình nghĩ như vậy, thì cái từ bản thân, cái từ nó là nó phải là hình thành một cái thói quen suy ngẫm về những cái nhận xét, về những cái phản hồi, về kết quả làm việc của bản thân đó, và từ đó nó sẽ đúc kết ra để nó sẽ phát triển hơn. Thì đó là cái thuộc cái phạm trù về kiến thức, chứ không phải là về thái độ, chứ không phải là kiến thức đó. Thì từ tiếng Anh bản thân nó chính là self reflection, đúng không? Thì mình nghĩ là cái này nó thuộc về là kiến thức, về thái độ chứ không phải là kiến thức. Thì ý kiến của mình là vậy, thì không biết các thầy cô hay là thầy Đại có những cái chia sẻ thêm nó như thế nào. Cảm ơn cô Vân. Thứ nhất là về cái tôi quay lại cái sơ đồ trước. Cô nói là cái mục tiêu, tức là cái xuất phát điểm nó là chuẩn đầu ra, nó đúng, nhưng mà có thể là cô nói hơi ngược một tí. Tức là chuẩn đầu ra nó là một cái mục tiêu tổng quát, và nó không phải là chuẩn đầu ra của môn học. Khi chúng ta gọi chuẩn đầu ra, đây là chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Từ cái chuẩn đầu ra đó, nó mới ra những cái mục tiêu chuyên biệt. Tức là cái cấu trúc trong giáo dục bên phương Tây thì họ phân biệt là một cái mục tiêu, nó sẽ có mục tiêu tổng quát, và một mục tiêu tổng quát đó nó chia thành các mục tiêu chuyên biệt. Thì cái cấu trúc này, chuẩn đầu ra là mục tiêu tổng quát, từ chuẩn đầu ra đó triển khai thành các môn học cụ thể, có những mục tiêu cụ thể trong các môn học như thế nào, thì những mục tiêu của môn học đó chính là các cái mục tiêu chuyên biệt của chuẩn đầu ra. Trong một môn học thì những mục tiêu chung của toàn bộ đó là mục tiêu tổng quát. Các hoạt động cụ thể, các bài học cụ thể, nó sẽ là những cái mục tiêu chuyên biệt của các cái mục tiêu tổng quát đó. Thành ra là cái cuối cùng đó, quan trọng là trong phạm vi một môn học thì chúng ta sẽ có các mục tiêu môn học. Từ các mục tiêu môn học đó, nó sẽ thực hiện các hoạt động học tập khác nhau, các hoạt động đánh giá để đo lường xem đạt được mục tiêu hay không. Nhiều mục tiêu học tập hình thành nên các cái mục tiêu của một môn học. Nhiều mục tiêu của môn học nó hình thành nên cái mục tiêu chung của toàn bộ chương trình đào tạo, đó chính là cái chuẩn đầu ra. Thành ra là cái cấu trúc của nó là như vậy. Nhưng mà đây để đơn giản hóa thì tôi chỉ trình bày ở cái bậc thấp nhất, tức là cái mục tiêu gắn với các cái hoạt động học tập trong một môn học. Về cái sơ đồ này thì về từ ngữ đó, cái chữ kiến thức siêu nhận thức mà đúng trong cái phiên bản này của các tác giả này, họ dùng là metacognitive knowledge. Tôi cố gắng tôi dịch cho nó trung thành với lại cái thuật ngữ gốc. Và cái kiến thức suy nghĩ và chúng ta lưu ý là chỗ là trong cái triết lý của Bloom và của phương Tây người ta sử dụng đó, thì họ không có một cái sự phân biệt những cái mục tiêu thái độ thuần túy giống như chúng ta vẫn thường thấy trong các cái cách mô tả mục tiêu môn học ở Việt Nam chúng ta đang áp dụng. Họ không có một cái, Bloom vẫn đưa ra những cái mục tiêu ngoài cái mục tiêu nhận thức là gọi là cognitive objective, thì cũng có những cái mục tiêu về thái độ, nó là aptitude, nó gọi là cái aptitude domain. Nhưng đối với ông nó vẫn là những cái hành vi nhận thức liên quan tới quá trình học tập. Còn nếu mà chúng ta nói tới thái độ thì nó còn có thể nó bao quát cả những vấn đề thái độ về ứng xử, về đạo đức, là nó một cái câu chuyện khác. Đấy. Thì trong cái sơ đồ của Bloom ở đây, cái ví dụ nêu ra ở đây thì không có cái chỗ kiến thức siêu nhận thức nó để trống. Thực ra chúng ta lấy một ví dụ. Siêu nhận thức là gì? Tức là nhận thức về quá trình học tập. Nếu như chúng ta đặt ra mục tiêu môn học là qua môn học này các bạn sẽ có cái khả năng là làm việc phối hợp nhóm để giải quyết một cái vấn đề cụ thể, thì như vậy cái mục tiêu đó chúng ta sẽ thấy là gì? Giải quyết vấn đề, làm việc nhóm. Như vậy nó đòi hỏi cái tư duy phân tích đánh giá, và yêu cầu sản phẩm đầu ra là một cái bài
thuyết trình về một vấn đề cụ thể nào đó thì nó sẽ là ở cái mức độ tạo tác. Và cái kiến thức siêu nhận thức nó đặt ra ở đây là cái quá trình các bạn làm việc nhóm, phối hợp nhóm. Như vậy các bạn phải phối hợp nhóm một cách ổn định, có tinh thần hợp tác tốt, hòa thuận, hiệu quả, vân vân. Thì như vậy chúng ta sẽ mô tả những cái mục tiêu, những cái hoạt động ở trong cái trường này. Thì như vậy, tăng cường cái tinh thần làm việc nhóm, đó là chúng ta vẫn có thể gọi đó là một cái mục tiêu về thái độ. Nhưng trong cái triết lý của Bloom thì nó sẽ là cái loại kiến thức như siêu nhận thức. Trong các cái môn học của Việt Nam chúng ta ví dụ có là qua môn học này thì sinh viên sẽ có tăng cường cái lòng yêu nước chẳng hạn. Thì nói thật là Bloom không thể đưa cái ví dụ là cái thái độ về tinh thần yêu nước không xếp vào đâu được trong cái sơ đồ này cả. Đấy. Thì bởi vì nó cái tinh thần yêu nước nó là một cái thái độ chúng ta có thể thấy trong một cái mục tiêu môn học, nhưng nó lại không phải là một cái loại kiến thức siêu nhận thức theo trong cái mô tả của Bloom. Thì đó là tôi đưa ra những cái ví dụ nôm na để chúng ta có thể là hiểu rõ hơn cái quy trình này. Còn cái tài liệu của Anderson và Crackwood ở đây đó, những cái tài liệu này nó có tự do trên mạng, tôi có dẫn nguồn trực tiếp, với thầy cô có thể tìm để đọc thêm chi tiết để hiểu rõ hơn trực tiếp cái triết lý của họ. Xin mời các thầy cô khác. Với thầy cô khác có những câu hỏi nào thêm không ạ? Giờ thầy cô giơ tay. Dạ, dạ, thầy Hoàng có thể giúp để gọi tên các thầy cô có giơ tay được không ạ? Có cô Vân giơ tay được rồi. Dạ rồi. Hỏi được không ạ? Xin chào thầy đại và quý thầy cô, em muốn hỏi thầy đại một chút ạ. Dạ, cô có thể tăng volume lớn một tí được không ạ? Dạ vâng ạ. Em muốn hỏi thầy đại, nhờ thầy đại tư vấn một chút được không ạ? Dạ. Dạ vâng. Ví dụ như ở trường em á thì chưa có cái hệ thống Moodle, như vậy thầy có gợi ý gì cho cái quá trình đánh giá giống như là cái pha hồi nãy thầy chiếu á, 20% trên tuần, 30% giữa kỳ và 50% cho cái bài chữ luận, với cái theo dõi cái trên tuần á, không có hệ thống Moodle thì làm thế nào để nâng cao được cái thái độ học tập của sinh viên? Cái em quan tâm ở đây á là cái thái độ học tập của sinh viên á, bởi vì theo quan điểm của em thì em nghĩ rằng là nếu có thái độ tốt thì sẽ có kết quả tốt, và em không biết là với các trường thầy cô thì như thế nào, nhưng mà với trường em á, thì các bạn sinh viên cái thái độ học tập hiện nay đối với chính cái quá trình học tập